Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 54. Anh nhanh chóng xông vào đại điện nhà họ Diệp. Mọi người vây quanh, thấy Diệp Bắc Minh quay về, Diệp Thanh Dương đỏ mắt xông lên, cháu ơi! Làm gì nó? Trái tim Diệp Bắc Minh co rút lại, anh rẽ người xông vào. Người Diệp Thanh Lam đầy máu, đang nằm trên đất. Sắc mặt Lãnh Nguyệt và sát chủ trắng bệch, chân nguyên điên cuồng rót vào người Diệp Thanh Lam. Nếu không có hai người không ngừng truyền chân khí, Diệp Thanh Lam đã chết rồi. Mẹ! Diệp Bắc Minh gào lên, chạy tới cạnh Diệp Thanh Lam. Kim bạc trong tay rơi xuống. Đây là ai làm? Hoa Côn Luân và Phùng Vũ chạy tới ngoài đại điện nhà họ Diệp thì nghe tiếng gào thét đầy tức giận của Diệp Bắc Minh truyền ra từ bên trong. Hai người nhanh chóng đi vào đại điện. Mọi người nhà họ Diệp đều đỏ mắt, nhìn Diệp Thanh Lam nằm dưới đất. Chuyện này. Đồng tử của Phùng Vũ co lại, Hoa Lão, đây là mẹ của cậu Diệp. Cái gì? Hoa Côn Luân biến sắc. Lần này có chuyện lớn rồi. Thằng nhóc này có thể đại khai sát giới vì vị hôn thê, mẹ cậu ta bị thương thế này, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khụ khụ. Diệp Thanh Lam ho khan, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sắc mặt đã tốt hơn chút, bà ấy yếu ớt gọi, Minh Nhi. Mẹ. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ai làm mẹ bị thương? Anh quay đầu căm tức nhìn Phùng Vũ và Hoa Côn Luân, các người đã hứa với tôi thế nào? Dựa vào địa vị của học viện giám sát, ai dám giết các người? Phùng Vũ không nói được câu nào. Hoa Côn Luân an ủi, Diệp Bắc Minh, cậu đừng kích động. Đừng mẹ ông. Diệp Bắc Minh tức giận mắng to, bà mẹ, đâu phải là mẹ ông bị thương, đương nhiên ông không nóng. Nếu mẹ ông bị thương, ông có thể bảo mình đừng kích động không? Khóe miệng Hoa Côn Luân co rút. Nét mặt cứng lại, không trả lời được. Thân là trưởng lão của học viện giám sát, lại bị mắng không nói được câu nào. Bỗng nhiên, Diệp Thanh Lam đang chuyển biến tốt đẹp lại phun ra một ngụm máu tươi, phụt. Vết thương trên người bà vừa đỡ hơn chút lại lần nữa chuyển biến xấu. Sức sống giảm xuống chóng mặt. Sao lại như vậy? Diệp Bắc Minh biến sắc. Quỷ môn thập tam châm không thể chữa trị vết thương trên người mẹ ư. Lãnh Nguyệt lo lắng nói, Minh Nhi. Vừa rồi khi bọn dì sử dụng chân nguyên chữa trị cho Lam Nhi cũng xảy ra tình hình như vậy. Tình hình bà ấy có tốt hơn đôi chút nhưng lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Vết thương trên người không thể khôi phục hoàn toàn được. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, đây là vết thương do kiếm ý gây ra. Kiếm ý? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tại sao thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, kiếm ý trên vết thương của mẹ cậu có ẩn chứa sát ý, đầy hơi thở tử vong, nếu không hóa giải được kiếm ý đó thì vết thương của mẹ cậu vĩnh viễn không thể khôi phục lại được. Đây là thủ đoạn mà chỉ cảnh giới vực chủ mới có. Kẻ làm mẹ cậu bị thương chính là một vực chủ. Từ khí tức thì có lẽ là người của kiếm tông. Hoa Côn Luân hơi kinh ngạc bèn hỏi, sao bọn họ lại làm trái hiệp định, bước vào nhà họ Diệp chứ? Kiếm tông ư? Diệp Bắc Minh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hoa Côn Luân, hiệp định gì? Hoa Côn Luân ngập ngừng do dự, à thì. Lãnh Nguyệt lê lết cơ thể yếu ớt của mình lên rồi giải thích cho anh nghe, Minh Nhi, có một người tự xưng là lão tổ của kiếm tông. Sau khi đánh Lam Nhi bị thương, ông ta còn bắt Nhược Tuyết đi. Cái gì, Nhược Tuyết? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lại càng tăm tối hơn. Giọng anh trầm xuống, dì Nguyệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Nguyệt không hề giấu giếm, kể hết lại một lượt chuyện Hạ Nhược Tuyết nhận được truyền thừa của vạn đạo kiếm chủ. Hoa Côn Luân ngạc nhiên hỏi, cô gái kia đã nhận được truyền thừa của vạn đạo kiếm chủ ư? Khí tức quét ngang qua mười mấy đại lục của thế giới cao võ vừa rồi là do tàn hồn của vạn đạo kiếm chủ gây ra. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như ở trong hầm băng, mặc kệ là ai đi chăng nữa. Nếu đã đánh mẹ con trọng thương, bắt cóc Nhược Tuyết. Bọn họ đều phải trả một cái giá thật đắt. Rồi anh cõng Diệp Thanh Lam đi ra ngoài đại sảnh. Mấy chốc cả hai đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Một lúc lâu sau đó. Long đảo. Diệp Bắc Minh thả Diệp Thanh Lam xuống rồi gọi, sư phụ.
Một tia sáng sắc nhọn lóe qua, Hắc Long Vương hóa thành một người đàn ông, đây là... Sao lại thành ra thế này? Sư phụ, đây là mẹ con. Đôi mắt Diệp Bắc Minh ửng đỏ, bà ấy bị kiếm ý làm bị thương, hiện không thể chữa trị hoàn toàn. Trước khi con nghĩ ra cách cứu mẹ thì sẽ đặt tạm bà ấy trong long trì. Được. Hắc Long Vương gật đầu không hề do dự, mau đi đi. Bên bờ long trì, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng đặt Diệp Thanh Lam vào trong long trì, lại dùng quỷ môn thập tam châm để khóa tinh khí của bà lại. Lúc này mới có thể giữ được một hơi của Diệp Thanh Lam. Hắc Long Vương nhíu mày, mẹ cậu bị thương rất nghiêm trọng, kiếm ý còn ẩn chứa tử khí khát máu nữa. Trừ phi tìm được cách hóa giải nó, nếu không thì mẹ cậu cũng chẳng thể nào kiên trì trong long trì được bao lâu. Nhóc Diệp à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, cả người đằng đằng sát khí, là người của kiếm tông xông vào nhà họ Diệp, chẳng những đánh mẹ con bị thương. Mà còn bắt cóc cả người phụ nữ của con đi nữa. Cái gì? Hắc Long Vương tức giận bật thốt, kiếm tông thật to gan làm sao, đến cả mẹ và người phụ nữ của đồ đệ tôi mà cũng dám động vào. Đồ nhi à, để sư phụ đi đòi công bằng cho. Diệp Bắc Minh bất ngờ nói, sư phụ, người. Tộc rồng đen tôi chưa bao giờ sợ thế lực nào hết. Hắc Long Vương kiêu ngạo mỉm cười rồi giống to. Gầm gừ. Cánh cửa truyền tống mở ra, đi theo bổn vương tới kiếm tông. Hơn 10 con rồng đen bay lên trời, tuân theo mệnh lệnh của Long Vương ạ. Chấm chấm chấm. Thế giới cao võ, đại lục Linh La. Trong chủ điện của kiếm tông. 7 ông lão xuất thần như thần tiên đang ngồi trên ghế thái sư. Sau lưng bọn họ là bài vị của tổ tiên kiếm tông được sắp xếp từng tầng như kim tự tháp. Hơn 10.000 đệ tử nội môn của kiếm tông đứng canh, kính cẩn e dè nhìn 7 ông lão kia. Bọn họ là kiếm tông thất tử. 7 vị lão tổ cảnh giới vực chủ. Nhờ vào sự tồn tại của 7 người bọn họ mà kiếm tông mới có thể vững vàng làm một trong những thế lực hùng mạnh nhất đại lục Linh La. Nhờ họ mà kiếm tông có thể sánh ngang với đế tộc. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đang bị trói tay trói chân đứng trong đại điện của kiếm tông. Cô nàng chính là đệ tử của tên phản bội kia ư? Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, trước bài vị của liệt tổ liệt tông kiếm tông mà sao còn không mau quỳ xuống nhận tội. Các đệ tử đều nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Tuyết. Đồ phản bội! Mau quỳ xuống! Đồ phản bội! Mau quỳ xuống! Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, ưỡn ngực nói, sư phụ của tôi là vạn đạo kiếm chủ, không phải là đồ phản bội gì hết. To gan! Lão già bắt Hạ Nhược Tuyết về quát to lên rồi đưa tay ra áp chế cô ấy. Một luồng áp lực khủng khiếp ập tới chỗ cô ấy. Hạ Nhược Tuyết không thể nào đỡ nổi, cả hai đầu gối nặng nề nện xuống nền đại điện. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên, xương bánh chè của cô ấy đã vỡ. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, cô ấy cắn răng muốn đứng lên. Nhưng lão già kia lạnh lùng. Cao ngạo nhìn cô ấy từ trên cao, đệ tử của một tên phản bội kiếm tông mà lại cứng rắn như vậy sao? Được lắm, lão phu muốn xem thử là liệu xương cốt của cô cứng. Hay là nền đại điện kiếm tông tôi cứng đây? Bàn tay ông ta đè nặng xuống trong không trung. Rầm. Á. Hạ Nhược Tuyết kêu rên đau đớn, cặp giò bên dưới đầu gối nháy mắt cắm sâu vào mặt đất. Máu thịt lẫn vào nhau. Máu tươi thấm vào từng khe hở trên sàn rồi chảy ra ngoài. Thậm chí bọn họ còn có thể nghe được tiếng xương cốt ma sát với sàn nhà. Cô có biết mình sai ở đâu chưa? Bây giờ quỳ xuống nhận tội, ghi hết những gì tên phản bội kia truyền dạy cho cô ra. Thì có lẽ lão phu sẽ cho cô bớt khổ một chút đấy. Lão già kia mỉm cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Nhược Tuyết cười to nói, ha 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 ha, một tông môn to lớn như vậy mà còn tính lừa gạt cướp lấy kiếm kỹ của sư phụ tôi à? Đúng là một lũ đạo đức giả ra vẻ đạo mạo. Cái gì mà kiếm tông cơ chứ? Tôi thấy các người là tiện tông mới đúng. Là tiện trong ti tiện đấy. Nụ cười của lão già kia cứng lại, nói cô chán sống rồi. Rồi ông ta giơ tay lên định tóm đầu Hạ Nhược Tuyết.
Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt lại. Lão Lục, dừng tay lại. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Lão già kia đứng hàng thứ 6 trong kiếm tông thất tử, Ô Cổ. Người vừa lên tiếng kia chính là người đứng đầu kiếm tông thất tử, Tề Đạo Khung. Đại ca. Trong ánh mắt già cõi của Ô Cổ tràn ngập ác ý, ả đàn bà này đúng là không biết điều, nhưng lại không thể dùng thuật siêu hồn được. Cái gì cô ta cũng không chịu nói, nếu cô ta đúng là đệ tử của tên phản bội kia. Tôi nghĩ nên giết ngay trước bài vị liệt tổ liệt tông mới có thể an ủi linh hồn của liệt tổ liệt tông trên trời cao. Tề Đạo Khung lạnh nhạt nói, cô gái à, tôi khuyên cô nên nói hết mọi thứ ra đi. Bằng không, đau đớn ra thịt chỉ là ruồi mũi mà thôi, trong thiên lao của kiếm tông tôi có hàng chục nghìn loại hình phạt cho cô thử đấy. Lão Phu không dám cam đoan cô có thể chịu đựng nổi đâu. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Tuyết tràn ngập sự kiêu ngạo xen lẫn sự khinh thường. Quả không hổ là tiện tông mà, người dùng kiếm mà lại nghĩ ra những thủ đoạn như vậy sao? Hàng chục nghìn loại hình phạt à? Ôi tôi sợ quá trời quá đất à? Có biết vì sao sư phụ của tôi là vạn đạo kiếm chủ mà các ông là tiện tông không? Đó là vì hành vi và thủ đoạn bẩn thỉu của các ông không xứng với thanh kiếm trong tay mình đấy. Tề Đạo Khung cười nói, nếu đã vậy thì cô gái cô vẫn nên đến thiên lao đi. Đợi đến khi cô hiểu hết rồi thì lại đến nói chuyện tử tế với lão phu sau. Đúng lúc này. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm rõ to tràn đầy sự uy nghiêm và ngạo nghễ vang lên tựa như từ tận 9 tầng mây giáng trần xuống thế giới. Tất cả người của kiếm tông đều chui ra đây cho bổn vương, mau giao người phụ nữ của đồ đệ tôi ra đây. Nếu không, tộc rồng đen nổi giận san bằng kiếm tông. Ngay sau đó. Một tên đệ tử kiếm tông chật vật chạy vào đại điện, bảy vị lão tổ ơi, bên ngoài có 10 con rồng đen đến đây. Tộc rồng đen ư. Kiếm tông thất tử biến sắc, vội vàng đứng bật dậy. Tề Đạo Khung bình tĩnh nói, đi, mau ra ngoài xem thử. Mọi người đều bước ra khỏi đại điện. Trên quảng trường có 10 con rồng đen đang lượn quanh, một con rồng đen khổng lồ bay vút lên không trung. Trên lưng nó là một người thanh niên. Một trong những thần thú thượng cổ, tộc rồng đen. Là rồng thật đó. Sắc mặt rất nhiều đệ tử kiếm tông tái mét, không thể nào chịu nổi sức ép tới từ long tộc. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc à, Hạ Nhược Tuyết đang ở ngay trong đại điện. Sau đó ông ta tập trung thần niệm lên người Ô Cổ, nói, khí tức của ông ta khá giống với khí tức trong kiếm ý trên vết thương của mẹ cậu, hẳn ông ta là người đã đánh mẹ cậu trọng thương. Diệp Bắc Minh trừng mắt, luồng sát ý ngút trời bùng lên. Anh lạnh lùng nhìn Ô Cổ, sư phụ, ông ta chính là người đã đánh mẹ con trong thương còn Nhược Tuyết thì đang ở ngay trong đại điện kiếm tông. Được rồi, tôi biết rồi. Hắc Long Vương gật đầu. Lúc này, Tề Đạo Khung nở nụ cười, phải chăng giữa tộc rồng đen và kiếm tông có hiểu lầm gì đó? Hắc Long Vương chửi ầm lên, hiểu lầm cái đầu ông. Mau giao Hạ Nhược Tuyết ra đây nếu không bổn vương sẽ san bằng chỗ này. Gương mặt già nua của Tề Đạo Khung tối sầm, 6 vị lão tổ còn lại đều tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hắc Long Vương, ông tưởng kiếm tông chúng tôi không có ai à? Hắc Long Vương cười khinh bỉ, bổn vương hy vọng rằng các ông vẫn có thể tự tin như trước. Tộc rồng đen đâu, giết sạch. Dứt lời, hơn 10 con rồng đen gào thét. Gào. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để trò chuyện vui vẻ nha. Tiếp tục ủng hộ mitiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Tiếng rồng ngâm vang vọng cả 9 tầng mây, vọng khắp đại lục linh la tiếng. Tiếng rồng ngâm ư. Chuyện gì thế? Vô số thế lực trong đại lục linh la đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lòng không hiểu sao khiếp sợ. Đế tộc. Đế Khởi La nghe tiếng rồng ngâm xong bèn hớt hải vào chủ điện của đế tộc. Các trưởng lão của đế tộc đã tụ tập lại đây từ lâu, đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy vào, xảy ra chuyện lớn rồi ạ, Hắc Long Vương dẫn theo hơn 10 con rồng đen xông vào kiếm tông ạ. Cái gì? Người trong đế tộc biến sắc. Chẳng phải tộc rồng đen ẩn cư ở đại lục chân võ ư? Sao lại xông vào đại lục huyết thiên chứ? Đi, mau tới kiếm tông xem thử.
không chỉ có đế tộc mà các thế lực khác sau khi biết tin bèn lũ lượt kéo tới kiếm tông. Chấm chấm chấm. Nếu tộc rồng đen đã không biết điều rồi. Tề đạo khung bước lên nói, vậy hôm nay lão phu đành phải giết rồng rồi. Kiếm đâu? Ông ta hét to, một thanh thần kiếm bay từ sâu bên trong kiếm tông vào tay Tề đạo khung. Khí thế ông ta bỗng tăng vọt. Giết rồng ư? Hắc Long Vương bật cười rồi tung ra một chảo, ông tưởng mình là Diệp Phá Thiên à. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tề đạo khung và kiếm bay ra ngoài. Gương mặt già nua te tua, máu tươi chảy ra giàn giụa. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, trông vô cùng chật vật. Ông! Tề đạo khung ổn định lại cơ thể đứng vững vàng, đôi mắt trừng to như sắp lồi ra ngoài. Ánh mắt rực lửa nói, chúng ta đều ở cùng cảnh giới vực chủ, ông dựa vào đâu mà. Ồn ào quá. Hắc Long Vương lại vụt nhẹ một cú tát. Ông dám. Tề đạo khung không phục gào lên. Ông ta cố sức phản kháng. Nhưng rồi vẫn chẳng làm được gì mà còn bị đánh bay ra ngoài. Long Châu đã trở về với tộc rồng đen rồi. Có Long Châu trong tay, cùng cảnh giới thì Hắc Long Vương vô địch. Tề đạo khung vừa mới đứng lên thì một cái vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên người Tề đạo khung. Lão tổ. Đại ca. Người của kiếm tông chết chân. Các thế lực khác trên đại lục Linh La vừa kéo tới kiếm tông đúng lúc thấy cảnh đó. Ôi. Đúng là tộc rồng đen thật. Người đứng đầu kiếm tông thất tử, Tề đạo khung, vậy mà. Rất nhiều người tu võ nuốt nước miếng, gian nan thốt ra, đã bị đánh bại. Hắc Long Vương nhìn xuống Tề đạo khung nói, mau giao Hạ Nhược Tuyết ra. Tề đạo khung cắn răng nói, Hắc Long Vương, kiếm tông và tộc rồng đen ông chưa xong chuyện đâu. Không giao hả, vậy ông xuống mổ đi. Hắc Long Vương lắc đầu, sát ý rét lạnh ngưng tụ, long chảo nắm chặt. Đừng mà. Tề đạo khung hoảng sợ kêu la. Ông ta sợ xanh mặt rồi. Rồi ông ta quay đầu gào thét với người trong kiếm tông, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa cô Hạ ra đây đi. Vâng, thưa lão tổ. Người trong kiếm tông nào dám trễ nải, vội vàng trở vào đại điện đưa Hạ Nhược Tuyết ra ngoài. Ngay khi thấy Hạ Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh bước lên nói, Nhược Tuyết. Sao lại là cậu ta? Đế Khởi La ngơ ngác. Vừa rồi mọi người đều bị tộc rồng đen thu hút nên không chú ý tới Diệp Bắc Minh. Khởi La quen người kia à? Một người đàn ông trung niên trong đế tộc kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Đế Khởi La gật đầu, đế khuyết nhanh nhỏ nói, gia chủ à, người kia là Diệp Bắc Minh của hoa tộc đó. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh ư? Người đàn ông trung niên sửng sốt, chăm chú nhìn vào Diệp Bắc Minh, đôi mắt lóe sáng. Bắc Minh! Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết ửng đỏ, chạy vội về phía Diệp Bắc Minh. Nhưng cô ấy quên mất đầu gối mình đã gãy, vừa định lao ra chạy về phía trước thì ngã sấp. Diệp Bắc Minh vội vàng thi triển ảnh thuấn, chạy lại ôm Hạ Nhược Tuyết, là ai làm em bị thương? Anh kiểm tra cô ấy một hồi, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Rồi anh đút cho cô mấy viên đan dược nhờ vậy tình hình của cô ấy tốt hơn nhiều. Mắt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng nhìn vào ô cổ, chính là ông ta cũng là người đánh bác Lam bị thương. Đúng rồi, tình hình bác Lam thế nào rồi? Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, mẹ anh tạm thời không sao. Vậy là tốt rồi. Hạ Nhược Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên, nhưng có người phải trả giá cho chuyện mình làm. Anh nhìn chằm chằm vào ô cổ. Một luồng sát ý cuồn cuộn bùng lên sau lưng anh, ma vụ quay cuồng. Ngay lúc đó, Diệp Bắc Minh hệt như sát thần bước ra từ sâu bên trong địa ngục. Ông dám làm mẹ tôi bị thương, chết đi. Anh rít lên, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Rồi anh cầm kiếm chém ngang qua ô cô. Ô cổ sửng sốt, tức giận thốt lên, nhóc con. Chỉ là một tên cảnh giới thần vương sơ kỳ mà cũng dám ra tay với lão phu à. Đúng là đáng chết. Khí tức cảnh giới vực chủ bùng nổ ập tới chỗ Diệp Bắc Minh. Hắc Long Vương cười lạnh lùng, đồ đệ tôi muốn giết ông thì ông cứ đứng đó đợi chết là được rồi.
dám đánh trả à, ông tưởng bổn vương không tồn tại hả? Rồi ông ta hét to, mau quỳ xuống tạ tội với đồ đệ tôi. Ầm. Hắc Long chảo giáng xuống hệt như sao xẹt. Ô cổ chết chân run rẩy như bị sét đánh. Đôi chân ông ta cong lại, quỳ rạp xuống đất. Hắc Long vương, ông bị điên rồi. Ô cổ trừng to mắt, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và điên cuồng. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh đã đứng trước người ô cổ, anh giơ kiếm chấn ngục lên cao, nhớ kỹ, đánh mẹ tôi bị thương thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều phải chết. Lúc này, viện trưởng tổng viện giám sát Phương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao và Phùng Vũ vội vã chạy tới đây. Sau khi biết được chuyện của nhà họ Diệp, bọn họ bèn dịch chuyển tới. Đúng lúc thấy cảnh đó, Vương Bình An kêu lên, Diệp Bắc Minh, nếu cậu giết ông ta sẽ gây ra họa lớn đó. Nhóc Diệp à, nghe lời viện trưởng tổng viện đi, mau buông kiếm xuống. Hoa Côn Luân sợ tái mặt. Cơ thể mềm mại của Vương Chỉ Giao cứng đờ. Phùng Vũ bị dọa choáng váng. Chuyện quái gì xảy ra thế? Diệp Bắc Minh ngó lơ bọn họ. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục không chút khách khí chém xuống cổ ô cổ. Cậu dám giết tôi hả? Đôi mắt nhăn nheo của ô cổ co rút lại, một cơn giận ngút trời bùng lên trong lòng ông ta, danh con, lão phu là lão tổ của kiếm tông đấy. Cậu có biết hậu quả khi giết lão phu là gì không? Tất cả những kẻ liên quan tới cậu. Phụt. Giọng nói líu díu của ông ta im bặt. Đầu ô cổ lăn tròn trên mặt đất. Diệp Bắc Minh nhấc chân, dẫm mạnh xuống. Dầm, đầu ông ta nổ tung. Gọn gàng dứt khoát. Cả không gian tĩnh lặng. Mọi người sững sờ chết chân đứng nhìn vào bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Điên rồi, điên thật rồi. Cậu ta đã chém đầu lão tổ thứ 6 của kiếm tông ư. Ôi trời ơi! Người của đế tộc và những người tu võ khác chết lặng. Đế Khởi La ngơ ngác, cái miệng nhỏ nhắn há hốc. Đế Khuyết kinh hãi nhìn, gương mặt già nua đỏ bừng, máu nóng sôi trào. Tên nhóc con này đúng là gan to tài trời. Cơ thể Vương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao và Phùng Vũ cứng đờ. Tên chó chết, cậu. Lão Lục, không. Năm lão già còn lại của kiếm tông tức giận suýt hộc máu, mau chóng bao vây Diệp Bắc Minh. Hắc Long Vương cười khẩy nói, còn có người muốn đụng vào đồ đệ tôi hả? Khí tức cuồng bạo ập tới. Năm lão già kia khiếp hãi bèn nhanh chóng lùi ra sau. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng từ sâu bên trong kiếm tông truyền tới, Hắc Long Vương, ông làm vậy liệu có quá đáng quá hay không? Đệ tử của ông là bảo vật vậy kiếm tông thất tử của tôi không phải là bảo vật à? Đây là... 6 vị lão tổ của kiếm tông kể cả Tề Đạo Khung đều vui sướng quay đầu lại. Đám người của đế tộc cũng sửng sốt nhìn vào sâu trong kiếm tông. Hoa Côn Luân nuốt nước miếng, viện trưởng, kia là... Vương Bình An đăm chiêu, quả nhiên là lão già kia còn chưa chết. Sư phụ, người chưa chết. 6 vị lão tổ của kiếm tông bật khóc. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một ông lão đạp mây bay tới. Ông ta đi trên không trung như đi trên đất bằng. Một luồng áp lực vô hình đè nặng trên đỉnh đầu mọi người. Mọi người chỉ vừa liếc mắt nhìn ông lão kia thôi mà tựa như bị một thanh kiếm sắc lẹm kề sát yết hầu. Thế là bọn họ đều hoảng hốt cúi đầu xuống. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, khí tức mạnh quá. Ông ta đã vượt qua cảnh giới vực chủ đỉnh phong rồi. Sắp đạt tới cảnh giới giới vương rồi nhưng tiếc rằng còn chưa đột phá. Cảnh giới giới vương. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi lay động. Đến cả anh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới. Sư phụ, hóa ra người còn chưa chết. Hu hu hu, sư phụ, rốt cuộc người đã đi ra rồi. Tề Đạo Khung và Kiếm Tông Lục Tử cùng bước lên, quỳ xuống. Lão tổ, là lão tổ kiếm thần. Lão tổ còn chưa chết. May quá. Cả quảng trường rộ lên, hơn 100.000 đệ tử của kiếm tông đều quỳ bái. Lão tổ kiếm thần. Vương Bình An khiếp sợ, chẳng phải 10.000 năm trước ông đã chết rồi hay sao? Ông còn chưa chết ư? Lão tổ kiếm thần bình thản nói, 10.000 năm trước tôi đã gặp ông là Vương Bình An nhỉ?
10.000 năm trước, ông vẫn chỉ là một tên đệ tử ký danh bên cạnh Vương Dương Đình. Không ngờ bây giờ đã là viện trưởng của Tổng viện Giám sát rồi. Vương Dương Đình là viện trưởng Tổng viện Giám sát đời đầu. Thế mà lão tổ kiếm thần lại biết người nọ ư? Trời ơi! Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao và Phùng Vũ đứng một bên cứng đờ người. Một luồng áp lực nghẹt thở truyền tới. Lão tổ kiếm thần rời mắt, nhìn vào một người đàn ông trung niên trong đám người, Đế Giang, dạo này lão già đế vô đạo kia có khỏe không? Ôi! Da đầu mọi người run lên. Cũng chỉ có người có địa vị như lão tổ kiếm thần mới dám gọi thẳng tên của người đứng đầu đế tộc mà thôi. Cơ thể mềm mại của đế khởi la hơi run, đế vô đạo. Chẳng phải bài vị của ông ta còn đang được thờ trong từ đường hay sao? Đế Giang nuốt nước bọt nói, thưa lão tổ kiếm thần tiền bối, tổ tiên vô đạo đã thăng thiên rồi ạ. Ồ! Lão tổ kiếm thần u buồn gật đầu. Vào giờ phút này, ông ta như một lão già cô đơn. Một lát sau, ông ta nhìn thoáng ra bọn tề đạo khung, các người đều đứng lên đi, đã lớn đầu rồi mà còn khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì nữa. Vâng, thưa sư phụ. Bọn tề đạo khung lau khô nước mắt, sư phụ, tộc rồng đen rất quá đáng, bọn họ. Lão tổ kiếm thần hờ hững gật đầu, tôi thấy cả rồi, dám giết người ở kiếm tông. Đều phải chết. Chữ chết vừa dứt, ông ta đã chỉ tay vào Diệp Bắc Minh. Vút. Một mũi kiếm khí bỗng dưng xuống hiện ghim về phía đầu Diệp Bắc Minh. Ôi, chỉ tay thành kiếm. Một lão già trong đám đông hít sâu nói, kiếm đạo thông thần, đã đạt tới cảnh giới chí tôn rồi. Tên này chết chắc rồi. Toang. Vương Bình An biến sắc, tiền bối kiếm thần à, Diệp Bắc Minh là học sinh của Tổng viện Giám sát. Mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Nhóc Diệp, máu tránh ra, Hoa Côn Luân hét lên. Bọn Vương Chỉ Giao, Phùng Vũ, Đế Khởi La và Đế Khuyết đều chết lặng. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ tay thành kiếm, bọn họ chẳng kịp phản ứng lại. Hắc Long Vương phẫn nộ gào lên, lão tổ kiếm thần, ông dám ra tay với đồ đệ của tôi hả? Rồi ông ta hóa thành một cơn gió xoáy màu đen lao tới giúp Diệp Bắc Minh. Trong chốc lát, Diệp Bắc Minh bị luồng sát ý lạnh như băng khóa chặt. Sau lưng anh toát mồ hôi lạnh, có một cảm giác như mình không thể nào tránh thoát được một kiếm kia. Lẽ nào mình phải chôn thây nơi đây thật sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẽ quát, nhóc nè, đừng mất tập trung. Kiếm khí đang tới đó. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh, mau chóng hoàn hồn lại. Rồi anh quát to lên, phá cho tôi. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục quét ngang, một luồng kiếm khí màu đen bùng nổ. Nó va chạm kịch liệt vào kiếm khí mà lão tổ kiếm thần phóng ra. Tiếng nổ khủng hoảng vang lên, làn sóng khí dữ dội lan ra như sóng thần. Trung tâm quảng trường cuồn cuộn khói bụi mịt mù. Cả thế gian lặng thinh. Hắc Long Vương gào lên tiếng thét đau đớn như xé ruột xé gan, đồ nhi. Gương mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, Bắc Minh. Đôi mắt Vương Bình An đỏ bừng, đừng mà, Diệp Bắc Minh cậu không thể chết được. Hoa Côn Luân tái mét, cơ thể loạng choạng, ánh mắt tối tăm, chết rồi, niềm hy vọng duy nhất của Hoa tộc đã chết rồi. Tâm trạng của Vương Chỉ Giao đầy phức tạp, cậu ta cứ thế mà chết ư. Đôi mắt Đế Khởi La đỏ lên, ông nội sáu, ông chín à, Diệp Bắc Minh chết rồi sao? Đế Giang và Đế Khuyết nhìn nhau, yên lặng gật đầu, lão tổ kiếm thần tự tay xuất chiêu, cậu ta không thể nào sống nổi. Đế Khởi La nhắm chặt mắt, mũi hơi chua. Diệp Bắc Minh đã cứu mạng của cô ta. Nên anh đã khắc sâu ấn tượng của mình trong lòng cô ta. Diệp Bắc Minh chết khiến cô ta có một cảm giác như mất một món đồ cực kỳ quan trọng nào đó. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm lại vang lên. Tim mọi người như bị bóp nghẹt. Hắc Long Vương chớp mắt đã hóa thành một con rồng đen hét lớn, tất cả thành viên của tộc rồng đen mau tới giết sạch kiếm tông. Gầm gừ. Hơn 10 con rồng đen gào thét trong không trung. Ánh mắt lão tổ kiếm thần thay đổi, ngao kỳ, ông điên rồi à. Tộc rồng đen chỉ vì một con kiến hôi mà bất chấp đối địch với kiếm tông sao? Con kiến cái đầu ông ấy, Hắc Long Vương nổi trận lôi đình,
cậu ta là niềm hy vọng duy nhất của tộc rồng đen bọn tôi, bây giờ ông đã diệt niềm hy vọng của tộc rồng đen rồi đó. Chỉ cần tộc rồng đen tôi chỉ còn một hơi thì cũng phải diệt sạch kiếm tông. Giết, giết, giết cho tôi. Gầm gừ. Hơn 10 con rồng đen thét gào trong không trung, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt bên tai. Lúc này, một giọng nói bỗng truyền tới, sư phụ à, con chưa chết, người đừng kích động. Cái gì? Hắc Long Vương sửng sốt. Ngay sau đó, rầm, rầm, rầm. Vô số ánh mắt dõi về phía giọng nói truyền tới. Khói bụi vơi bớt. Bóng dáng một người thanh niên xuất hiện cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay. Lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm, cả quảng trường kiếm tông sập xuống mấy mét. Nhưng anh lại đứng đó giống như chẳng có việc gì xảy ra cả. Hạ Nhược Tuyết bật khóc vì quá đỗi vui sướng, Bắc Minh. Vãi đạn, cậu ta chưa chết kìa. Vẻ mặt Vương Bình An khiếp hãi như gặp ma. Hoa Côn Luân hơi run nói, ôi cái thằng nhóc này. Vương Chi Giao kinh ngạc, cậu ta làm cách nào chứ? Ánh mắt Vương Bình An trầm xuống, là nhờ vào thanh kiếm trong tay cậu ta, chỉ có thanh kiếm đó mới có thể chặn được một chiêu của lão tổ kiếm thần. Đế Khởi La vui mừng nhảy lên, thật may quá, ông nội sáu, ông chín à, cậu ta chưa chết. Một vài người tu võ gần đó nhìn cô ta. Đế Giang nhướng mày, Khởi La, chú ý một chút. À, vâng ạ. Khuôn mặt Đế Khởi La đỏ bừng. Cô ta biết mình hơi vô lễ. Tên nhóc này còn chưa chết. Lũ Tề Đạo Khung sửng sốt, sắc mặt cả bọn tăm tối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ôi thằng nhóc này, cậu muốn hù chết sư phụ của mình à? Hắc Long Vương bước lên, lại hóa thành hình người đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh. Ông ta vỗ vai anh. Cơ thể Diệp Bắc Minh lảo đảo, suýt nữa là bị vỗ ngã lăn xuống đất rồi. Hắc Long Vương chửi ầm lên, mẹ nó! Cảm xúc của sư phụ dâng cao bộc lộ cả ra mà cậu còn chưa chết nữa hả? Vãi trưởng, hại sư phụ suýt nữa bật khóc rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rút, sư phụ, người mong con chết lắm à? Hắc Long Vương cười to, vỗ mạnh lên vai Diệp Bắc Minh vài cái. Vừa kéo vừa ông anh nói, ôi thằng nhỏ này, cậu là niềm hy vọng của cả tộc rồng đen mà. Sư phụ có chết thì cậu cũng không được chết. Nhớ kỹ. Sau này không được liều lĩnh nữa. Sắc mặt lão tổ kiếm thần vẫn trầm lặng như nước, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, thú vị đấy, vậy mà cậu lại có thể ngăn được chiêu tất sát ấy của lão phu. Thanh kiếm trong tay có lai lịch gì thế? Lẽ nào nó đến từ chiến trường Thái Cổ? Kiếm tông bọn tôi chọn thanh kiếm này rồi. Rồi ông ta đưa tay về phía Diệp Bắc Minh. Cả năm ngón tay chỉ ra. Chỉ tay thành kiếm. Nháy mắt có năm luồng kiếm khí đâm về phía Diệp Bắc Minh. Vụt. Một loạt kiếm khí hùng dũng từ trên 9 tầng mây giáng xuống, dễ dàng hóa giải năm luồng kiếm khí kia. Sau đó chúng chém về phía tay lão tổ kiếm thần. Đồng thời còn có một giọng nói lạnh như băng vọng tới, kiếm thần, tôi muốn xem gan ông to đến mức nào mà dám giết cả đồ đệ của tôi đấy. Lão tổ kiếm thần sửng sốt. Trên gương mặt già nua lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng sợ, kiếm chủ bất diệt ư. Là ông. Kiếm chủ bất diệt. Đó là ai? Sao người nọ lại khiến lão tổ kiếm thành sợ hãi như vậy? Câu hỏi ấy thoáng hiện lên trong đầu vô số người. Chỉ có Vương Bình An, Đế Giang và một số ít người kinh hãi. Lòng họ nhấc lên từng cơn sóng dữ. Lẽ nào là... Ngay sau đó... Một người đàn ông từ trên trời giáng xuống, đứng ngay trước mặt lão tổ kiếm thần. Sư phụ kiếm chủ. Diệp Bắc Minh rất kích động, sao người lại đến đây? Kiếm chủ bất diệt thản nhiên nói, lát nữa sẽ giải thích cho con. Rầm. Một tiếng động kinh thiên vang lên. Lão tổ kiếm thần bị tát ngã lăn quay xuống đất, cái mặt nhăn nheo sưng phù lên. Kiếm chủ bất diệt nhìn vào lão tổ kiếm thần đang quỳ rạp trên mặt đất nói, kiếm chủ bất diệt là tên mà ông có thể gọi thẳng à. Lão tổ. Người của kiếm tông chết chân đứng nhìn. Kiếm tông lục tử kinh hãi, mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài. Trời ơi! Những người còn lại sợ hãi đến mức tim sắp vỡ nát.
Kiếm chủ bất diệt kia là ai? Mạnh đến vậy à? Ông! Trong ánh mắt lão tổ kiếm thần tràn ngập sự giận dữ. Ông ta bùng nổ, lấy một thanh kiếm màu vàng ra khỏi nhẫn chứa vật rồi chém về phía kiếm chủ bất diệt, cả hai đều ở cảnh giới vực chủ, ông dựa vào đâu mà sỉ nhục lão phu như vậy hả? Mau chết đi! Kiếm khí màu vàng quay cuồng như cơn lốc. Kiếm chủ bất diệt lắc đầu cười khẩy, chỉ bằng ông mà cũng xứng dùng kiếm sao? Kiếm chủ bất diệt chắp tay sau lưng, giẫm mạnh chân xuống. Rầm! Mặt đất nứt ra, một luồng kiếm khí ùn ùn tỏa ra hóa giải kiếm khí màu vàng quay cuồng như cơn lốc kia. Rồi giẫm mạnh chân xuống người lão tổ kiếm thần. Phụt! Lão tổ kiếm thần phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ra ngoài đến cả kiếm trong tay cũng văng ra. Hai tay ông ta run rẩy, hoảng hốt nhìn kiếm chủ bất diệt, ông. Không thể nào. Chúng ta đều ở cảnh giới vực chủ mà, dựa vào đâu chứ? Kiếm chủ bất diệt kiêu ngạo cười khinh, tôi nói rồi đấy, ông không xứng dùng kiếm. Thậm chí còn không biết dùng kiếm ra sao nữa. Lão tổ kiếm thần gào lên như phát điên, nói hưu nói vượt. Ông nói hưu nói vượt. Tôi đã học kiếm cả cuộc đời này, đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất rồi. Có thể nháy mắt chỉ tay thành kiếm, chém ra kiếm khí. Ông dựa vào đâu mà nói tôi không xứng dùng kiếm chứ? Kiếm chủ bất diệt mỉm cười đáp, chỉ tay thành kiếm hả? Là cái thá gì? Đồ nhi à, còn có biết chỉ tay thành kiếm không? Diệp Bắc Minh sửng sốt không biết tại sao kiếm chủ bất diệt lại hỏi như vậy. Anh nhẹ nhàng lắc đầu đáp, sư phụ kiếm chủ à, con không biết. Kiếm chủ bất diệt nói ngay, vậy thì giờ học đi, nhóc con à, ta chỉ thi triển một lần thôi, con xem cho kỹ. Ngay sau đó, hai ngón tay kiếm chủ bất diệt khép lại, chỉ tay lên trời cao, tưởng tượng bản thân mình là một thanh kiếm. Mặt đất dưới chân cũng là một thanh kiếm. Cây cối hoa cỏ cũng là kiếm, từng hạt cát, từng gốc cây ngọn cỏ. Vạn vật trên thế gian này, mỗi một cơn gió, mỗi một giọt mưa đều là kiếm. Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập, tưởng tượng mình là một thanh kiếm. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng từng câu kiếm chủ bất diệt nói ra. Chém! Kiếm chủ bất diệt quát khẽ. Diệp Bắc Minh cũng thốt ra một chữ ngay sau, chém. Ngón tay của cả hai gần như hạ xuống cùng lúc. Vút, vút! Hai luồng kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện chém xuống. Chỉ tay thành kiếm đã thành. Tất cả mọi người lặng thinh. Không gian lặng ngắt như tờ. Trên quảng trường kiếm tông chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, trong mắt mọi người như sắp nứt ra tới nơi. Hoa Côn Luân sững sờ, không thể nào. Sắc mặt Vương Bình An cực kỳ sung sướng, nhóc con được lắm, vừa học vừa hành, nháy mắt đã học xong chiêu chỉ tay thành kiếm rồi. Sư phụ, chỉ tay thành kiếm khó lắm à? Vương Chỉ Giao không phải là người luyện kiếm nên không hiểu. Vương Bình An gật đầu đáp lời, cả thế giới cao võ có mười mấy đại lục, người theo đuổi kiếm đạo nhiều vô số. Nhưng có thể chỉ tay thành kiếm lại không quá mười. Giờ Diệp Bắc Minh đã là một trong số đó. Cái gì? Đại não Vương Chỉ Giao trống rỗng. Thiên phú tu võ như vậy quá nghịch thiên rồi. Ánh mắt Đế Giang trầm xuống, nhìn vào Đế Khuyết nói, cửu đệ à, chẳng phải ông bảo thằng nhóc này không xứng để đế tộc cúi đầu nương nhờ ư? Ông giải thích cho tôi một chút tại sao chỉ trong nháy mắt cậu ta đã học xong chỉ tay thành kiếm rồi. À thì, tôi, Đế Khuyết há hốc miệng, á khẩu không trả lời được. Đệ tử của kiếm tông chết lặng đứng nhìn, suýt nữa đã bị dọa chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão tổ kiếm thần gào thét như nổi điên, trong mắt đỏ bừng, chi chít tơ máu, chắc chắn là trước kia tên oát con này đã học nó rồi, chắc chắn không có chuyện cậu ta học chỉ tay thành kiếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy được. Giả, việc này chắc chắn là giả. Diệp Bắc Minh nhìn lão tổ kiếm thần bằng ánh mắt đầy thương hại, ở trước thiên phú siêu đẳng, sự cố gắng bé nhỏ của ông chẳng đáng vào đâu cả. Cậu! Lão tổ kiếm thần chết lặng. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khiến lòng ông ta sinh ra một cảm giác thất bại cực kỳ mãnh liệt. Mình thua ư, lão tổ kiếm thần như mình lại thua ư. Thua trước một người trẻ tuổi như vậy ư. Ngay sau đó,
lão tổ kiếm thần từ từ bước tới trước mặt kiếm chủ bất diệt. Ông ta cúi đầu 90 độ nói, xin người nhận tôi làm đồ đệ, tôi muốn đi theo người học kiếm thuật. Ông muốn học à? Kiếm chủ bất diệt như đã đoán được điều này từ sớm. Lão tổ kiếm thần mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, mắt đỏ bừng, gật đầu, nói, đúng vậy, tôi muốn học. Kiếm chủ bất diệt nở một nụ cười lạnh nhạt, ông không xứng. Cái gì? Lão tổ kiếm thần ngẩng đầu lên. Gương mặt già nua đỏ ửng, xấu hổ xen lẫn sự phẫn nộ. Kiếm chủ bất diệt chỉ tay vào Diệp Bắc Minh nói, từ nay trở đi, ông sẽ là kiếm nô của đồ đệ tôi, từ giờ sẽ lên làm việc cho đồ đệ tôi là chính. Ông cứ đi theo đồ đệ tôi học sự tinh túy của kiếm đạo đi. Cậu ta ư, không thể nào. Lão tổ kiếm thần lắc đầu không phục. Kiếm chủ bất diệt chân thành khuyên, thành tựu tương lai của đồ đệ tôi thậm chí sẽ gấp trăm gấp ngàn lần của tôi. Thậm chí cả chục nghìn lần cũng không ngoa. Hôm nay sẽ là cơ hội duy nhất để ông thay đổi vận mệnh, ông tự cân nhắc đi. Lão tổ kiếm thần quay đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh, ngơ ngác. Lòng thầm kinh hãi, lai lịch của cậu ta là gì chứ? Đây chính là kiếm chủ bất diệt đó. Là sự tồn tại đáng sợ từ hàng triệu năm trước, dựa vào đâu lại coi trọng cậu ta chứ? Lẽ nào, tên này chính là... Ông ta cân đo đong đếm một hồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng chục nghìn người. Lão tổ kiếm thần bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh rồi quỳ xuống, kiếm nô xin tham kiến chủ nhân. Ôi mẹ ơi! Vương Bình An sợ hết hồn suýt nữa nhảy dựng lên. Ánh mắt Hoa Côn Luân kinh hãi, hôm nay đã có quá nhiều chuyện khiến ông ta khiếp sợ rồi. Đế Giang và Đế Khuyết đều không tin vào mắt mình. Lão tổ mạnh nhất kiếm tông lại quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh ư. Lão tổ! Hàng chục nghìn người của kiếm tông bi thương kêu lên. Sư phụ! Kiếm tông lục tử không dám tin vào mắt mình. Câm mồm! Lão tổ kiếm thần quát to, bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là sư phụ của các người nữa. Cũng không còn là lão tổ của kiếm tông nữa mà chỉ là một tên kiếm nô dưới trước cậu Diệp mà thôi. Diệp Bắc Minh ngỡ ngàng. Một vị cường giả cảnh giới vực chủ đỉnh phong lại trở thành kiếm nô của mình rồi sao? Sư phụ, chuyện này. Diệp Bắc Minh nhìn về phía kiếm chủ bất diệt. Kiếm chủ bất diệt lắc đầu nói, đồ đệ, đi theo ta, đúng lúc ta có chuyện muốn nói với con. Sư phụ, chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Kiếm chủ bất diệt trả lời, là chuyện về sư tỷ con. Sư tỷ của con hả? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên đăm chiêu. Đi theo ta. Kiếm chủ bất diệt xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh theo sát đằng sau. Hai người vừa mới rời khỏi, cả quảng trường kiếm tông sôi trào. Kiếm chủ bất diệt là ai thế? Lão tổ kiếm thần lại nghe lệnh Diệp Bắc Minh làm việc là chính ư. Một tên cảnh giới thần vương sơ kỳ lại có người hầu là cảnh giới vực chủ, chuyện này xưa nay chưa từng có. Chấm chấm chấm. 10 phút sau, kiếm chủ bất diệt đi vào một sơn cốc vắng vẻ rồi mới dừng bước. Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi, sư phụ kiếm chủ, người định nói gì với con thế? Kiếm chủ bất diệt trầm mặc. Một lát sau mới nghiêm nghị nói, Bắc Minh, chắc con biết chuyện đại lục chân võ bị hư hỏng nhỉ? Con biết à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh rét lạnh, tam gia tộc thần huyết đã chặt đứt long mạch Côn Luân, cướp lấy 99 long mạch của đại lục chân võ. Khiến đại lục chân võ thiệt hại nặng nề, hoa tộc đành phải lánh vào Côn Luân hư. Đây là mối thù truyền kiếp. Kiếm chủ bất diệt lắc đầu nói, tám gia tộc thần huyết chỉ là con rối, bọn họ không có năng lực làm chuyện đó. Kẻ cầm đầu đứng sau mọi chuyện có liên quan tới cả thế giới cao võ. Quả nhiên là thế. Diệp Bắc Minh không quá bất ngờ. Anh cũng cảm thấy thực lực của tám gia tộc thần huyết kia cũng không mạnh như vậy. Tổ tiên của nhà họ Diệp, Diệp Phá Thiên. Và 99 sư phụ của mình đều là những cao thủ hàng đầu. Đến cả 8 gia tộc thần huyết mà cũng không xử lý được hay sao? Điều đó là không thể nào. Diệp Bắc Minh hỏi, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Kiếm chủ bất diệt trầm lặng rồi nói, chắc con đã biết thân phận thật sự của vài vị sư tỷ nhỉ.
Diệp Bắc Minh nói, các sư tỷ đều là thiên nữ của đại lục chân võ. Đúng thế. Kiếm chủ bất diệt gật đầu nói, trên người bọn họ có số mệnh của đại lục chân võ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể cảm ứng được long mạch đã mất của đại lục chân võ ở đâu. Vốn dĩ, bọn họ ẩn giấu hành tung của mình để tìm kiếm long mạch. Một khi tìm được tất cả long mạch, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay đưa long mạch về đại lục chân võ. Sửa chữa căn nhà của chúng ta, nhưng mà... Nói đến đây, kiếm chủ bất diệt ngừng lại. Nhưng cái gì? Diệp Bắc Minh hỏi ngay. Kiếm chủ bất diệt suy tư như nghĩ gì đó rồi lắc đầu nói, nhưng nó lại quá khác so với kế hoạch của bọn ta. Diệp Bắc Minh linh cảm có điểm xấu xảy ra, khác ư. Đúng vậy. Kiếm chủ bất diệt nhìn Diệp Bắc Minh nói, chín vị sư tỷ của con tìm khắp thế giới cao võ. Tìm được tổng cộng 36 khí thức của long mạch, những long mạch còn lại đều đã biến mất. Chúng ta nghi ngờ rằng đã có người đưa long mạch ra khỏi thế giới cao võ rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cái gì? Kiếm chủ bất diệt lắc đầu nhìn Diệp Bắc Minh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Diệp Bắc Minh bèn hỏi, sư phụ kiếm chủ, lẽ nào có liên quan tới chiến trường Thái Cổ? Con, nhóc con à, sao con lại biết? Kiếm chủ bất diệt ngạc nhiên, không thể tin nhìn Diệp Bắc Minh. Anh bình tĩnh đáp lời, sư phụ kiếm chủ, con đâu phải đồ ngốc. Sợ rằng chuyện Diệp Phá Thiên hy sinh không đơn giản chỉ là đắc tội thế lực ở thế giới cao võ. Cho dù Diệp Phá Thiên có rất nhiều kẻ địch thì cũng không thể nào liên lụy cả thế giới chân võ. Hơn nữa, sau khi nhà họ Diệp diệt vong cũng không bị đuổi tận giết tuyệt. Nói tới đây, Diệp Bắc Minh hơi ngừng lại rồi nói tiếp. Nếu là kẻ địch của con thì con sẽ diệt sạch cả tộc của bọn họ. Nhưng mà kẻ thù của Diệp Phá Thiên cũng không diệt sạch nhà họ Diệp, tại sao lại thế? Kiếm chủ bất diệt đăm chiêu, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc này không hề đơn giản. Diệp Bắc Minh tự hỏi tự trả lời, đổi vị trí rồi hỏi lại nhé. Nếu con có thù không đội trời chung với Diệp Phá Thiên, con sẽ dẫn người đến giết sạch nhà họ Diệp. Chứ không phải chỉ phế nhà họ Diệp, khiến cả đại lục chân võ sụp đổ, chặt đứt long mạch của núi Côn Luân. Sau đó lại lấy 99 long mạch của đại lục chân võ, con làm vậy có nghĩa lý gì chứ? Lẽ nào chỉ vì trả thù nhà họ Diệp thôi sao? Không quan trọng. Trừ phi. Anh nhìn thẳng rồi nói ra đáp án cuối cùng, trừ phi mục đích ban đầu của con đã là long mạch rồi. Chẳng qua Diệp Phá Thiên chỉ là người ngăn cản con đạt được long mạch mà thôi. Diệp Phá Thiên chết rồi thì không còn ai cản bước con nữa. Con cũng không cần phải nhắm vào nhà họ Diệp. Kiếm chủ bất diệt kinh ngạc. Diệp Bắc Minh nhìn về phía kiếm chủ bất diệt rồi nói tiếp, vậy nên, sư phụ kiếm chủ con đoán có đúng không? Nhóc con được lắm. Kiếm chủ bất diệt hít sâu rồi nói tiếp, đúng là ta dạy con không phí công, chỉ số thông minh của con cao thật đấy. Con chỉ biết chút thông tin mà đã có thể phỏng đoán được thế rồi. Vậy nên, con đoán đúng rồi hả? Diệp Bắc Minh nhìn thẳng hỏi. Đoán đúng rồi. Kiếm chủ bất diệt gật đầu. Dù Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn rất kinh ngạc, vậy nên đúng là vì long mạch ư? Đúng thế. Kiếm chủ bất diệt gật đầu, tất cả đều vì long mạch, con đã mở ra long tích. Ắt hẳn sẽ biết sức mạnh của long mạch đáng sợ nhường nào. Trên người của con chỉ có một long mạch mà đã có thể dùng sức mạnh của cảnh giới thần chủ giết cảnh giới vực vương rồi. Vậy nếu trên người con có 99 long mạch thì sao? Trên người có 99 long mạch ư? Hô hấp Diệp Bắc Minh dồn dập. Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh như nắm được cái gì đó. Nhưng mà linh cảm ấy chợt lóe qua rồi biến mất. Sư phụ, long tích có thể chứa 99 long mạch ư? Diệp Bắc Minh hỏi. Sâu trong ánh mắt kiếm chủ bất diệt hiện lên sự bối rối. Rồi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Hôm nay sư phụ tới đây chủ yếu nói cho con chuyện long mạch biến mất thôi. Và nhắc nhở con một câu, tổng viện giám sát cũng không phải nơi an toàn, con phải cẩn thận. Sau khi nói xong, kiếm chủ bất diệt vội vã rời đi. Diệp Bắc Minh đứng đó, nhíu mày, sư phụ kiếm chủ muốn nói cái gì đây? Sau khi anh trở lại kiếm tông,
mọi người còn chưa giải tán. Diệp Bắc Minh đã trở lại. Hở, sao không thấy kiếm chủ bất diệt kia nữa? Dưới vô số ánh mắt, Diệp Bắc Minh chậm rãi bước tới chỗ lão tổ kiếm thần, nếu muốn trở thành kiếm nô của tôi thì phải ký khế ước nô lệ với tôi. Lão tổ, không được. Trái tim người trong kiếm tông run rẩy. Lão tổ kiếm thần gật đầu không chút chần chừ, được. Ông ta cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu. Diệp Bắc Minh cũng trích một giọt máu. Hai giọt máu dung hợp trong không trung, vài ấn ý đỏ như máu chợt lóe lên. Diệp Bắc Minh đỡ Hạ Nhược Tuyết dậy rồi bước tới chỗ Hắc Long Vương, kiếm nô, tôi chờ ông ở bên ngoài, tôi cho ông 10 phút. Vâng. Lão tổ kiếm thần gật đầu. Sư phụ Hắc Long, chúng ta đi thôi. Được. Hắc Long Vương gật đầu rồi dẫn Diệp Bắc Minh và tộc rồng đen rời đi. Lão tổ. Người. Tề Đạo Khung và người của kiếm tông đều quỳ gối khẩn cầu lão tổ kiếm thần đừng rời đi. Nhưng lão tổ kiếm thần lại rất kiên quyết, bắt đầu từ hôm nay, trên thế giới này không còn lão tổ kiếm thần nữa mà chỉ có kiếm nô thuộc hạ của cậu Diệp mà thôi. Vương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao, Phùng Vũ. Đế Giang, Đế Khuyết và Đế Khởi La, cả bọn liếc mắt nhìn nhau. Sau khi trở lại Long Đảo, Hắc Long Vương nhỏ một giọt máu lên miệng vết thương của Hạ Nhược Tuyết, máu thịt và xương cốt của cô ấy khôi phục chóng mặt. Mấy ngày nữa sẽ không sao. Hắc Long Vương mỉm cười. Diệp Bắc Minh cười bảo, cảm ơn sư phụ. Hắc Long Vương phất tay, cậu đưa Long Châu trở về tộc rồng đen rồi, chút giúp đỡ ấy chẳng thấm vào đâu cả. Lúc này, một trưởng lão của tộc rồng đen đi tới báo, Long Vương, vết thương của mẹ cậu Diệp hình như chuyển biến theo hướng xấu hơn. Cái gì? Diệp Bắc Minh biến sắc, đi thẳng tới chỗ Long Trì. Trong Long Trì, cả người Diệp Thanh Lam đen sẫm. Một màn xương màu đen bao phủ trên đỉnh đầu bà. Mẹ! Diệp Bắc Minh luống cuống, loạng choạng chạy tới. Nhóc à, từ đã. Chủ nhân, chậm thôi. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục và kiếm nô cùng vang lên. Sao thế? Diệp Bắc Minh dừng lại. Ánh mắt kiếm nô trầm ngâm nói, chủ nhân, mẹ cậu bị kiếm ý làm bị thương. Loại kiếm ý này có ẩn chứa khí tử vong, không ngừng ăn mòn cơ thể mẹ cậu. Nếu bây giờ cậu động vào bà ấy một chút thì sợ rằng sẽ khiến bà ấy lăn đùng ra chết. Đừng nói nhảm nữa. Diệp Bắc Minh hối hả nói, có cách nào cứu người được không? Kiếm nô từ tốn trả lời, đây là kiếm ý tử vong do một vị tổ tiên của kiếm tông sáng lập. Cho dù là tôi thì cũng không cách nào hóa giải nó. Chết tiệt. Diệp Bắc Minh tức giận nói, vậy nên, tất cả những gì ông nói đều là vô dụng hả? Chủ nhân, cậu hãy nghe tôi nói này. Kiếm nô vội vàng giải thích, quả thật thuộc hạ không có cách nào hóa giải kiếm ý tử vong nhưng có người có thể. Ai? Đồng tử Diệp Bắc Minh co rút. Kiếm nô chỉ vào Hạ Nhược Tuyết, cô gái này có thể. Hả, tôi hả? Hạ Nhược Tuyết sửng sốt. Diệp Bắc Minh nhìn cô ấy. Hạ Nhược Tuyết khó hiểu nói, Bắc Minh, nếu em có thể cứu bác Lam thì em chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng mà em chưa từng nghe về kiếm ý tử vong. Kiếm nô giải thích, cô Hạ là thể kiếm tâm, trời sinh đã có liên hệ sâu sắc với kiếm. Cho dù là kiếm ý tử vong khi đối diện với cô Hạ cũng sẽ vô cùng hiền dịu. Chỉ cần cô Hạ bước vào Long Trì hóa giải tất cả kiếm ý tử vong, thì mẹ của cậu có thể khỏi hẳn. Ông ta còn bổ sung thêm, nhưng mà... Tuy rằng thể kiếm tâm có thể hóa giải kiếm ý tử vong thì nó vẫn là việc rất nguy hiểm. Sơ ý một chút thì cả hai người đều có thể chết. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc à, ông ta nói đúng đấy. Diệp Bắc Minh khó xử. Hạ Nhược Tuyết cắn bờ môi đỏ mọng. Rồi cô ấy quả quyết quay lưng nhảy vào trong Long Trì. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, định bụng chạy tới kéo Hạ Nhược Tuyết lên. Nhưng Hạ Nhược Tuyết đã nhanh chóng bơi tới gần Diệp Thanh Lam, cô ấy quát lên, Bắc Minh. Anh đứng lại đó. Em đã đến gần bác Lam rồi, nếu anh lại gần thì kiếm ý tử vong sẽ không ổn định. Đến lúc đó bọn em sẽ gặp nguy hiểm. Cơ thể Diệp Bắc Minh cứng đờ,
Nhược Tuyết, em đừng làm bậy. Chúng ta thương lượng trước đã, cần gì phải chọn cách làm mạo hiểm như vậy chứ? Hạ Nhược Tuyết ân cần mỉm cười nhìn anh đáp, Bắc Minh, trước nay vẫn luôn là anh trả giá cho em. Nay để em cứu bác Lam đi. Vì bác Lam, dù có chết em cũng cam tâm tình nguyện. Cô ấy nhìn về phía Kiếm Nô rồi hỏi, tiền bối, tôi phải làm thế nào? Kiếm Nô thẳng thắn trả lời, kiếm ý tử vong cần máu tươi để hóa giải. Vậy nên, tôi hiểu rồi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu nhẹ nhàng rồi đi về phía Diệp Thanh Lam. Ngay sau đó, vút, màn xương đen tuyền trên đỉnh đầu Diệp Thanh Lam chớp động, chém ra một luồng kiếm khí tử vong về phía Hạ Nhược Tuyết. Đôi mắt long lanh của Hạ Nhược Tuyết vẫn nhìn thẳng, tay trượt trên không trung một chút. Cô ấy chủ động đi về phía kiếm khí. Nếu là người tu võ bình thường sợ rằng hai tay đã bị chặt đứt trong nháy mắt rồi. Nhược Tuyết. Trái tim Diệp Bắc Minh run lên. Phụt. Kiếm khí cắt ngang qua hai tay Hạ Nhược Tuyết, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Nhưng luồng kiếm khí tử vong vừa bay ra kia cũng biến mất. Kiếm ý tử vong ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Thanh Lam cũng yếu hơn chút. Hạ Nhược Tuyết thấy thế rất vui vẻ nghĩ thầm, may quá, quả nhiên là có thể. Cô ấy không hề do dự tiếp tục lại gần Diệp Thanh Lam. Vút, vút. Hai luồng kiếm khí bay thẳng tới cổ Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết lách người qua một bên, kiếm khí tử vong lướt qua người cô ấy, nháy mắt bả vai đã thấm đẫm máu đỏ. Kiếm ý tử vong trên đỉnh đầu Diệp Thanh Lam lại vơi bớt. Tiếp nào. Hạ Nhược Tuyết như nhận được sự cổ vũ lớn lao. Cô ấy tiếp tục lại gần Diệp Thanh Lam, kiếm khí liên tục bay tới. 10 phút sau, cả người Hạ Nhược Tuyết đã đầm đìa máu chảy. Kiếm ý tử vong trên đỉnh đầu Diệp Thanh Lam chỉ còn duy nhất một cái. Gương mặt đẹp đẽ của Hạ Nhược Tuyết tái nhợt, vô cùng yếu ớt nói, được rồi, cái cuối cùng nào. Tới đây đi. Vút. Kiếm ý tử vong lao mạnh tới chỗ mi tâm Hạ Nhược Tuyết như sao chổi hệt như có ai khiêu khích nó. Hạ Nhược Tuyết định né tránh nhưng kiếm ý tử vong lại chợt lóe không đâm vào mi tâm của Hạ Nhược Tuyết. Kiếm ý tử vong trên người Diệp Thanh Lam đã bị hóa giải. Cơ thể Hạ Nhược Tuyết mềm nhũn, ngã vào trong long trì. Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh quát to rồi nhảy vào trong long trì. Diệp Thanh Lam cũng mở to mắt nhanh chóng lại gần Hạ Nhược Tuyết. Rồi bà đẩy Diệp Bắc Minh đang hớt hải chạy tới ra. Tránh ra. Bà tự tay ôm chặt lấy Hạ Nhược Tuyết rồi nói, đứa con dâu này mẹ nhận rồi. Nếu con dám phụ bạc con bé thì mẹ sẽ đánh gãy chân con. Diệp Thanh Lam nở một nụ cười hiền hậu, con trai ngoan, con không có ý kiến gì đâu nhỉ. Bọn Hắc Long Vương và Kiếm Nô. Mẹ, con không có ý kiến gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cẩn thận kiểm tra tình hình của Hạ Nhược Tuyết một lượt. Cô ấy chỉ ngất xỉu vì mất máu quá nhiều mà thôi, không đáng lo ngại. Chấm chấm chấm. Trong phòng. Diệp Bắc Minh ân cần bôi thuốc mỡ cho Hạ Nhược Tuyết. Đảm bảo trên người cô ấy sẽ không để lại sẹo. Sau khi xong việc, anh khoanh chân ngồi xuống, lấy thần nguyên có được từ Tổng viện giám sát ra. Rồi trực tiếp cắn nuốt nó. Chỉ trong chốc lát, Diệp Bắc Minh bỗng mở to mắt. Cảnh giới của anh đã tăng cấp từ cảnh giới thần chủ sơ kỳ đến cảnh giới thần chủ trung kỳ. Nhanh vậy sao, quá khó tin rồi đó. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười trả lời, đây chính là nguyên nhân bổn tháp bảo cậu lựa chọn thần nguyên đó. Ngoài long mạch và các loại bảo vật thì thần nguyên chính là loại năng lượng thuần khiết nhất. Cậu có thể trực tiếp hấp thu nó biến nó thành sức mạnh của mình. Diệp Bắc Minh thắc mắc, những người khác cũng có thể hấp thu nó à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười đáp, không thể nào, hấp thu được là do thể chất thằng nhóc nhà cậu đặc biệt thôi. Nhờ tu luyện thiên ma cửu biến mới có được năng lực ấy. Đối với người bình thường, thần nguyên là tiền giao dịch, là năng lượng khởi động trận pháp. Vừa nói xong, trên bầu trời long đảo bỗng nhiên có một tia sấm sét giáng xuống. Ầm ầm. Đây là... Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vừa mừng vừa sợ nói, vãi trưởng, thiên kiếp. Ha 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 ha, nhóc à, cậu nghịch thiên thật đó.
mau tránh ra. Diệp Bắc Minh cũng cảm giác được từng tia sấm sét cuồn cuộn hung tợn trên đầu mình, bèn ôm lấy Hạ Nhược Tuyết rồi thi triển ảnh thuấn. Nháy mắt cả hai đã chạy tới vài trăm mét. Rầm. Tiếng nổ rung trời lệch đất vang lên, nơi Diệp Bắc Minh vừa đứng nát vụn. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm vang vọng không dứt, cả long đảo huyên náo, tất cả rồng đen bay lên. Chúng hoảng hốt nhìn mây điện ngưng tụ trên trời cao. Chuyện gì thế này? Hắc Long Vương cũng khiếp sợ, nhìn vào Diệp Bắc Minh. Nhóc Diệp à, cảnh giới thần chủ trung kỳ rồi à? Thăng cấp rồi. Từ từ. Bỗng nhiên. Hắc Long Vương như nghĩ đến gì đó, cơ thể bỗng run lên nói, nhóc Diệp thăng cấp rồi hả? Mà địch mợ còn dẫn thiên kiếp tới đây nữa hả? Ôi mẹ ơi! Kiếm nô sợ xanh mặt, quỳ xuống nói, thiên kiếp ư? Đây chính là thiên kiếp của người tu võ sao? Trời ơi, trong lịch sử giới võ đạo chỉ có kẻ phá giới. Cũng chính là người tu võ trên cảnh giới thần chủ mới có thể dẫn thiên kiếp tới. Chủ nhân mới là cảnh giới thần chủ mà lại có thể dẫn thiên kiếp tới sao? Mình không chọn sai chủ nhân. Cơ thể gầy gò già cỗi của kiếm nô quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, lòng đầy khiếp sợ. Diệp Thanh Lam xuất hiện, kinh ngạc nhìn sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời, Minh Nhi, có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh giao Hạ Nhược Tuyết cho mẹ mình, mẹ ơi, chăm sóc Nhược Tuyết nhé. Thiên kiếp hả, ha ha, thật đáng mong chờ mà. Anh trầm ngâm nhìn thẳng lên trời cao. Khi anh vừa nói xong, thiên kiếp như cảm nhận được Diệp Bắc Minh đang khiêu khích mình. Thế là thiên kiếp điên cuồng giáng xuống. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên trong đầu anh, ha 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 ha, nhóc à. Thiên kiếp rất có lợi với cậu đó, với bổn tháp cũng có lợi rất lớn nữa. Diệp Bắc Minh khó hiểu bèn hỏi, nghĩa là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải đáp, trong thiên kiếp có ẩn chứa sức mạnh lôi điện rất đáng sợ, sức mạnh ấy không chỉ có thể rèn luyện cơ thể của cậu. Mà bổn tháp còn có thể hấp thu nó để khôi phục lại sức mạnh của mình. Vậy ư? Diệp Bắc Minh vui mừng. Anh ngẩng đầu lên, cảm nhận được sức mạnh lôi điện trong thiên kiếp, ông muốn tôi làm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đáp, cậu chả cần làm gì cả, cứ lao thẳng vào đó ôm lấy thiên kiếp. Ôm thiên kiếp hả, chơi kiểu này cũng quá trớn rồi đó. Diệp Bắc Minh sửng sốt, nhưng mà tôi thích. Ngay sau đó, anh bước lên thẳng đường tới chỗ thiên kiếp. Hắc Long Vương kinh hãi, nhóc Diệp, cậu điên rồi à? Đây là thiên kiếp đó, sơ sẩy là chết người đấy. Chủ nhân lại chủ động đón đầu thiên kiếp ư? Ôi trời ơi! Kiếm nô sững sờ, cơ thể run rẩy khiếp hãi. Ôi, vãi thật! Mười trưởng lão của tộc rồng đen hít sâu. Diệp Thanh Lam hét to, Minh Nhi, cẩn thận! Hạ Nhược Tuyết vừa mới tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh hùng hổ lao về phía sấm chớp, gương mặt lập tức trắng bệch. Ầm! Sấm sét giáng xuống người Diệp Bắc Minh. Cơ thể anh run lên. Gầm gừ. Trong chốc lát, long tích sau lưng Diệp Bắc Minh như đã sống lại, nó gầm gừ ngân nga. Bốn con rồng huyết long, tổ long, long hồn và long mạch cùng hiện lên. Thiên kiếp kia như một cái gông xiềng màu tím nối liền với xương sống của Diệp Bắc Minh. Ôi mẹ ơi! Hắc Long Vương không nhịn được phát run. Hơn 10 trưởng lão của tộc rồng đen đứng bên cũng hoảng sợ cúi gằm đầu xuống. Kiếm nô quỳ sát đất không nâng đầu nổi. Minh Nhi! Trong mắt Diệp Thanh Lam thoáng hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ, anh Huyền à, thiên phú của con trai hơn xa cả hai ta nhiều. Sấm chớp giáng xuống không ngừng nghỉ. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp bầu trời long đảo. Lúc này, cả người Diệp Bắc Minh như chìm trong biển sấm chớp. Thiên kiếp cọ rửa cơ thể anh, còn Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thì hấp thụ hết sức mạnh của thiên kiếp. 2/1000, 3/1000. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đầy kích động, ha ha ha, tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh rồi. Bỗng nhiên, một bà lão thuộc tộc rồng đen bay tới chỗ Hắc Long Vương. Bà lão quỳ xuống bẩm, Long Vương, công chúa nhỏ. Có động tĩnh ạ? Cái gì? Hắc Long Vương sửng sốt, phấn khởi hỏi lại, bà nói thật sao? Bà lão kia gật đầu lia lịa,
kinh hãi nhìn thoáng qua hướng thiên kiếp, từ sau khi thiên kiếp bắt đầu, công chúa nhỏ đã có chút động tĩnh. Tốt quá rồi. Gương mặt già nua của Hắc Long Vương đỏ bừng vì kích động, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh trong thiên kiếp. Rồi ông ta nhanh chóng rời đi. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, thế giới cao võ, đại lục trung thiên. Vân Tiêu Tông. Trên đỉnh một tòa tháp lưu ly 7 tầng. Một hòn đảo nhỏ lơ lửng trong một miếng thủy tinh. Đó chính là màn hình theo dõi Long Đảo. Bỗng nhiên, bầu trời Long Đảo trong khối thủy tinh kia dày đặc mây đen, tiếng sấm ầm ầm kêu vang. Thấy cảnh đó, một lão già Vân Tiêu Tông đứng thẳng dậy, ánh mắt dao động, có chuyện gì thế? Sao trên bầu trời Long Đảo lại xuất hiện thiên kiếp thế? Ngay sau đó, hơn 10 lão già xuất hiện trầm ngâm chăm chú quan sát hình ảnh trong thủy tinh. Lẽ nào Hắc Long Vương sắp đột phá? Lão rồng này vẫn luôn là mối nguy hiểm mà. Một lão già mắt xích nảy sinh sát tâm nói, không thể để ông ta bước vào cảnh giới giới vương. Đi thôi. Những lão già còn lại đều gật đầu, cơ thể bọn họ thoát cái đã biến mất. Chấm chấm chấm. Thế giới cao võ, đại lục huyết thiên. Trong 8 gia tộc thần huyết, mười mấy lão già tập trung trong một đại điện. Ánh mắt bọn họ dán chặt vào một quả cầu thủy tinh. Bên trong chính là hình ảnh ở Long Đảo. Một lão già tóc vàng mắt ngọc âm u nói, chúng ta đã theo dõi Long Đảo mấy trăm nghìn năm nay, tộc rồng đen xưa giờ vẫn luôn rất khiêm tốn. Thế mà hôm nay lại huyên náo như vậy. Chấm chấm chấm. Thế giới cao võ, đại lục linh cốt. Thiên Vũ Tông. Mười mấy gã trưởng lão lạnh lùng lẳng lặng quan sát thiên kiếp ở Long Đảo. Một giọng nói vô cảm vang lên, nếu tộc rồng đen thành thật chịu sống yên ổn, cứ nương náu ở Long Đảo cả đời không bước ra ngoài thì thôi. Cớ sao chúng nó lại muốn gây náo loạn thế này chứ? Thế giới cao võ, đại lục linh la. Đế tộc. Một lũ cường giả đế tộc quay quanh một cái gương cổ bằng đồng, hình ảnh phản chiếu trong đó chính là Long Đảo. Mười mấy thế lực cần quyền ở các đại lục còn lại của thế giới cao võ đều đã biết về sự thay đổi trên Long Đảo. Thế là bọn họ không hề do dự đi tới Long Đảo. Diệp Bắc Minh đang điên cuồng chống lại thiên kiếp, máu nóng trong người sôi trào. Bỗng nhiên, một giọng nói phấn khởi vang lên bên tai anh, Đồ Nhi. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Anh thấy vẻ mặt đầy kích động của Hắc Long Vương. Trong tay ông ta còn ôm một quả trứng màu vàng. Xuyên qua vỏ trứng màu vàng, anh có thể mơ hồ thấy được một con rồng bé bỏng đang lượn lờ trong đó. Đó là một quả trứng rồng. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh thắc mắc bèn hỏi. Gương mặt nhăn nheo của Hắc Long Vương đỏ bừng, thở gấp nói, ha 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 ha, Đồ Nhi ơi. Đây là quả trứng rồng mà vợ sư phụ sinh hạ đó. Đã ấp hơn chục nghìn năm rồi mà vẫn không có dấu hiệu phá vỏ chui ra. Hôm nay con dẫn thiên kiếp tới lại khiến nó có dấu hiệu phá vỏ đó. Đồ Nhi, sư phụ mong cậu giúp việc này, sử dụng sức mạnh từ thiên kiếp để ấp nở tiểu sư muội của cậu. Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc. Rồi anh gật đầu đồng ý, sư phụ, người muốn con làm thế nào? Giọng nói của Hắc Long Vương rất kích động, cảm kích nói, Đồ Nhi. Cậu chỉ cần dẫn lực lượng của thiên kiếp vào trứng rồi, còn những thứ khác thì phải xem số mệnh của con gái tôi rồi. Vâng ạ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Hắc Long Vương vung tay tạo ra một cơn cuồng phong, quả trứng màu vàng chậm rãi bay tới chỗ Diệp Bắc Minh. Ầm ầm. Thiên kiếp giáng xuống nhắm ngay vào quả trứng rồng kia. Á, cẩn thận, Hắc Long Vương hét lên. Cút. Diệp Bắc Minh quát to, thi triển ảnh thuấn bước lên. Anh ôm quả trứng rồng màu vàng vào ngực, vung kiếm càn khôn chấn ngục chém ra. Thân kiếm càn khôn chấn ngục thoáng hiện tia sấm chớp lóe lên, nó đã đánh lui thiên kiếp kia. Hắc Long Vương thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh ôm trứng rồng, anh còn có thể cảm nhận được nhịp tim liên hồi trong nó. Anh nhìn xuống nói, tháp nhỏ, bảo vệ nó cho chắc. Nhóc con cậu khinh thường bổn tháp hả? Yên tâm đi. Cả hai không sao đâu, tháp càn khôn chấn ngục trả lời chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, ôm trứng rồng tiếp tục đối đầu với thiên kiếp.
từ tia sấm chớp mang tính hủy diệt đều lần lượt bị Diệp Bắc Minh hóa giải, luồng sức mạnh khủng khiếp dũng mãnh chảy vào trong trứng rồng. Rằng có khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc thiên kiếp đã biến mất. Răng rắc, trứng rồng đã nứt. Gầm gừ. Một tiếng rồng ngâm đầy tức giận nhưng non nớt vang lên. Một con rồng màu vàng chui ra từ cái vỏ trứng. Hắc Long Vương mừng rỡ tột độ, con ơi, con gái của tôi ra đời rồi. Gầm gừ. Hắc Long Vương gầm lên, nhanh chóng vào tới chỗ Diệp Bắc Minh. Ông ta nhẹ nhàng ôm lấy con rồng con màu vàng kia. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên hỏi, sư phụ, người là tộc rồng đen, vậy sao con gái của người là rồng vàng thế? Người có chắc đây là con gái của người không thế? Hắc Long Vương cười mắng anh, cái thằng danh này, cậu đoán mò gì thế? Nói thật cho cậu biết nhé, vợ của sư phụ là một hoàng kim thánh long nên con gái của sư phụ thuộc tộc thánh long. Diệp Bắc Minh chợt hiểu. Ngay lúc đó, không gian cuồn cuộn rung động. Hơn 10 cánh cửa xuất hiện quanh 4 phương 8 hướng long đảo, những người tu võ mặc kệ luồng khí tức khủng khiếp ấy mà từ từ bước ra. Bọn họ nhìn con rồng vàng trong lòng Hắc Long Vương thì đều sửng sốt hét lên, Hoàng Kim Thánh Long ư. Ngay sau đó, một lão già gầy gò khàn giọng nói, máu tươi của tộc Thánh Long vô cùng quý giá có thể kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Lão già kia vừa dứt lời. Xoẹt, 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 xoẹt. Hàng chục nghìn ánh mắt già nua dán chặt vào con gái của Hắc Long Vương. Tham lam. Diệp Bắc Minh thấy được sự tham lam tột cùng trên hầu hết gương mặt của bọn chúng. Trong đám đông ấy, Diệp Bắc Minh còn bắt gặp những gương mặt rất quen thuộc. Người của Tổng viện Giám sát, Đế tộc và Kiếm tông đều đã đến đây. Lão già gầy trơ xương của Vân Tiêu tông cất giọng nói đầy tham lam, Hắc Long Vương, con gái của ông thuộc tộc Hoàng Kim Thánh Long à? Bởi vì con gái ông ra đời nên mới dẫn thiên kiếp tới sao? Hắc Long Vương bước lên, che chắn trước bọn họ, phải thì sao hả? Lão già gầy guộc kia gật đầu nói, được, nếu đã vậy thì mau giao con gái ông ra đây. Hắc Long Vương hờ hững nhìn lão già gầy guộc và đám người kia rồi nói, tổ tiên của tộc rồng đen và các vị đây đã ra hiệp định rồi. Chỉ cần thế lực của tộc rồng đen không rời khỏi Long Đảo thì các người vĩnh viễn không được bước chân vào lãnh địa của tộc rồng đen. Hôm nay các người đến Long Đảo lẽ nào là muốn làm trái với hiệp định kia sao? Tổ tiên của các người đã từng dùng sơ tâm võ đạo để thề, lẽ nào các người không sợ bị cắn trả ư? Nghe vậy, không gian lặng ngắt như tờ. Cả lũ nhìn nhau, không nói nổi một lời nào. Bỗng nhiên. Có đúng thế không? Tề đạo khung của kiếm tông bước ra khỏi đám đông, cười khẩy nói, rõ ràng là tộc rồng đen các người vi phạm hiệp định trước còn gì. Một ngày trước, Hắc Long Vương ông còn dẫn theo 10 người trong tộc xông vào kiếm tông, lúc đó trông oai phong làm sao đấy. Hắc Long Vương chửi to, địch mợ nhà ông. Là kiếm tông phá hủy hiệp định trước, xông vào nhà họ Diệp Hoa tộc bắt cóc vợ chưa cưới của đồ đệ tôi. Nếu không phải vì thế thì cớ sao bổn vương chạy tới kiếm tông ông gây chuyện hả? Thế à? Tề đạo khung cười quái dị nói, phải không? Hắc Long Vương, ông có bằng chứng gì không? Hay là ông không có bằng chứng chứng minh người kiếm tông tôi xông vào nhà họ Diệp Hoa tộc chăng? Hắc Long Vương tối sầm, bổn vương tận mắt chứng kiến và tất cả người nhà họ Diệp Hoa tộc đều có thể làm chứng. Diệp Thanh Lam lên tiếng, tôi có thể làm chứng. Hạ Nhược Tuyết nói theo, tôi cũng có thể. Tề đạo khung cười mưu mô, hai người này đều là người của nhà họ Diệp, lời nói của bọn họ có đáng tin không thế? Các người không lấy ra bằng chứng kiếm tông xông vào nhà họ Diệp nhưng tộc rồng đen xông vào kiếm tông, ha ha. Ông ta quát to, có mấy triệu ánh mắt chứng kiến chuyện đó đấy. Hắc Long Vương. Ông ỷ mình là thần thú thái cổ nên dám làm việc không nể nang gì thế hả? Ánh mắt Tề đạo khung sắt nhọn, nhìn về phía Long Đảo, hôm nay, tộc rồng đen dám xông vào tàn phá kiếm tông. Thì ngày mai tộc rồng đen dám xông vào tông môn của các vị đây. Chuyện xảy ra ở kiếm tông tôi chính là vết xe đổ tương lai của các vị đấy. Nếu đúng như thế, một lão già thuộc Vân Tiêu Tông bình thản nói, vậy hôm nay tiêu diệt luôn tộc rồng đen đi. Tám gia tộc thần huyết tán thành.
Kiếm Tông tán thành. Quỷ Sát Môn tán thành. Thiên Vũ Tông đồng ý. Chấm chấm chấm. Hàng trăm lão giả đến từ hàng chục tông môn quyền thế đều bước lên. Cảnh giới vực vương. Hàng trăm cường giả cảnh giới vực vương xuất hiện. Luồng khí tức nghẹt thở đầy áp lực như muốn hủy diệt thiên địa ập tới. Vô số người tu võ khiếp hãi. Chỉ có người của đế tộc và tổng viện giám sát vẫn đứng im tại chỗ. Bọn họ lẳng lặng quan sát tình hình, không nói gì cả. Kiếm nô tức giận quát, Tề Đạo Khung, ông đang làm cái gì đó? Tôi ra lệnh cho rồng lập tức dẫn người của kiếm tông đi ngay. Tề Đạo Khung cười khẩy đáp trả, sư phụ, đây là lần cuối cùng tôi gọi ông một tiếng sư phụ. Ông tưởng rằng mình vẫn là lão tổ kiếm thần của kiếm tông à? Ngay khi ông quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh, ông đã không còn xứng với vị trí ấy rồi. Đúng thế. Kiếm nô, ông có tư cách gì dạy dỗ bọn tôi chứ? Kiếm nô, ông câm miệng cho tôi. Ngũ tử còn lại của kiếm tông đều cười khinh nói. Chúng bây. Kiếm nô tức giận suýt nữa hộc máu. Ha 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 ha. Hắc Long Vương ngửa mặt lên trời cười to, khinh khỉnh nhìn thoáng qua bọn họ, muốn đổ tội người khác thì cần gì bằng chứng. Để tôi xem kẻ nào dám bước vào Long Đảo, giết không tha. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm nga vang lên, hơn 10 con rồng đen bay lên trời. Chúng lượn lờ trên bầu trời Long Đảo. Mắt Tề Đạo Khung lóe sáng như đã đạt được mục đích, các vị đã thấy rõ chưa? Tộc rồng đen đang uy hiếp chúng ta kìa. Giết. Một tiếng hét to vang vọng. Vân Tiêu Tông, tám gia tộc thần huyết, Kiếm Tông, Quỷ Sát Môn, Thiên Vũ Tông và hàng chục tông môn đều ra tay. Hàng trăm cường giả cảnh giới vực vương đều lao tới tấn công Long Đảo. Sư phụ, lũ người kia thật quá đáng, bọn chúng thậm chí chả thèm nói lý. Diệp Bắc Minh giận dữ, đôi mắt đỏ bừng, sẵn sàng gia nhập cuộc chiến bất cứ lúc nào. Hắc Long Vương bế con gái lại, quát khẽ, đồ nhi, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Cậu đừng ra tay, nếu cậu ra tay bọn họ sẽ trút giận lên nhà họ Diệp Hoa tộc đấy. Đây là trận chiến mà tộc rồng đen tôi bắt buộc phải chiến, nhờ cậu bảo vệ tốt con gái tôi. Nhưng mà, sư phụ, Diệp Bắc Minh vô cùng lo lắng. Hắc Long Vương mỉm cười nói, con gái ra đời thành công đã khiến tôi thỏa mãn lắm rồi. Nhóc Diệp à, hôm nay cậu cứ đứng xem tộc rồng đen chiến đấu nhé. Tộc rồng đen, giờ vương của các người phải nghênh trận đón địch rồi. Người trong tộc rồng đen tiên phong xông lên. Trận chiến nổ ra hết sức căng thẳng. Gầm gừ. Á. Tiếng rồng ngâm và tiếng la hét thê thảm vang lên không dứt bên tai. Hàng chục cường giả cảnh giới vực vương bao vây tấn công Hắc Long, chiêu nào chiêu nấy đều rất ác liệt và hung hiểm. Hắc Long Vương quát lớn, cút xa bổn vương ra. Gầm gừ. Tiếng rồng ngâm lên, vầng sáng rực rỡ tỏa khắp nơi. Nó đánh bay hàng chục cường giả cảnh giới vực vương ra ngoài, bọn họ kinh hãi nhìn Hắc Long Vương, ông ta có sức mạnh như vậy sao? Nếu để ông ta bước vào cảnh giới vực chủ sẽ không lường được hậu quả. Làm sao giờ? Giết ông ta. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau ra hiệu rồi âm thầm sử dụng thuật truyền âm. Ánh mắt chúng tối sầm, sát ý bùng lên ngùn ngụt. 10 phút sau, Hắc Long Vương giết được 2 tên nhưng bản thân cũng đã bị thương. Trên vảy rồng màu đen có hàng chục miệng vết thương rất đáng sợ, máu tươi chảy ra đầm đìa. Diệp Bắc Minh biến sắc, vội vã định ra tay giúp sức, sư phụ. Hắc Long Vương truyền âm tới, Bắc Minh, nghe sư phụ này, đừng ra tay. Nhưng mà... Diệp Bắc Minh đầy lo âu. Hắc Long Vương lắc đầu, không có nhưng mà, đồng ý sư phụ đi. Cho dù sư phụ có chết cũng đừng. Ông ta còn chưa nói dứt lời. Bỗng nhiên, lão già gầy guộc kia tung chiêu đánh lén, con xúc sinh kia, hôm nay lão phu sẽ giết rồng cho ông xem. Lão già gầy guộc nhe răng cười, cầm một thanh đao màu than đen chém Hắc Long Vương. Muốn giết tôi à, mơ đi. Hắc Long Vương quát lên rồi cắn cơ thể lão già kia, xé nát nó. Ngay sau đó, giết. Hai lão già vọt tới đánh lén sau lưng. Con rồng đen vẫy đuôi. Ầm, ầm. Hai tên đi đời.
những tên còn lại đồng loạt xông lên, vô số đòn tấn công ập tới. Gầm! Hắc Long Vương hét lên đau đớn, rồi ông ta rơi thẳng xuống như sao băng nện xuống Long Đảo. Gầm gừ! Tiếng gào thét của tộc rồng đen vang lên không ngớt, tất cả rồng đen nếu không bị trọng thương thì là chết thảm. Xoẹt xoẹt xoẹt! Hàng trăm người từ trên trời lao xuống nhắm thẳng tới chỗ Hắc Long Vương. Tề Đạo Khung ngoác miệng cười to nói, Hắc Long Vương, chẳng phải ông lợi hại lắm à? Còn dẫm nát lão phu dưới chân nữa mà. Hả, sao không dẫm tiếp đi? Ánh mắt Hắc Long Vương rất lạnh, đồ vô dụng. Ông nói cái gì? Khuôn mặt già nua của Tề Đạo Khung tức giận đến mức tối sầm, cả người run rẩy vì tức. Một lão già mặc đồ đen bước ra khỏi đám đông, hờ hững nói, Hắc Long Vương, số mệnh của tộc rồng đen ông đến đây đã tận rồi. Hắc Long Vương hấp hối, phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Thiên Kỳ, tộc rồng đen bọn tôi không bị tiêu diệt như vậy đâu. Lão già mặc đồ đen tên Lâm Thiên Kỳ nhếch miệng nói, thế hả? Thế thì lão phu càng muốn tiêu diệt tộc rồng đen đấy. Kể từ hôm nay trở đi, trên thế giới này sẽ không còn tộc rồng đen nữa L. Lão ta đưa tay lên vung thanh kim đao chém đầu Hắc Long Vương. Kẻ nào dám động tới sư phụ của tôi, chết! Một tiếng hét rung trời lệch đất vang lên. Ngay sau đó, vút! Một luồng kiếm khí đen tuyền bay về phía Lâm Thiên Kỳ. Là cậu hả, chán sống rồi! Ánh mắt Lâm Thiên Kỳ đầy ác liệt, lão ta cầm kim đao chém về phía kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Răng rắc, nháy mắt thanh đao kia đã vỡ nát. Không thể nào. Ánh mắt Lâm Thiên Kỳ đầy kinh ngạc, hả? Thanh kiếm này là... Lão ta nhìn chằm chằm vào kiếm Trấn Ngục trong tay Diệp Bắc Minh. Không chỉ có lão ta mà ánh mắt của những tên cảnh giới vực vương khác cũng trầm xuống. Lão già kia, chỉ dựa vào ông mà cũng muốn giết sư phụ của tôi à? Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém vào đầu Lâm Thiên Kỳ, vậy để tôi đây chém đầu của ông làm đá lót chân cho sư phụ tôi trước vậy. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bỗng chém tới khiến Lâm Thiên Kỳ sợ hãi. Diệp Bắc Minh thi triển ảnh thuấn bước tới. Thoát cái anh đã tới trước mặt Lâm Thiên Kỳ, làm sư phụ tôi bị thương, chết đi. Một kiếm quét ngang cực kỳ hung tàn. Lâm Thiên Kỳ khiếp sợ. Tốc độ của tên này nhanh đến vậy ư? Bỗng nhiên, ánh mắt lão ta rét lanh, nhóc con, chuyện này vốn chả liên quan gì tới cậu. Cậu không nên nhúng tay vào mới phải, nếu làm thế thì thôi để hôm nay lão phu thành toàn cho cậu. Lâm Thiên Kỳ vươn một bàn tay ra tính chộp yết hầu Diệp Bắc Minh. Với khoảng cách này, cho dù Diệp Bắc Minh cầm kiếm Trấn Ngục trong tay thì cũng không thể nào phản ứng kịp. Chỉ là một tên thần vương trung kỳ mà cũng dám tới gần cường giả cảnh giới vực vương à. Cậu không biết chữ chết viết thế nào nhỉ? Thế hả? Ánh mắt Diệp Bắc Minh thoáng hiện lên sự chế nhạo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, bùng nổ cho tôi. Dầm. Trong chốc lát, một luồng lực lượng cực kỳ khủng khiếp dũng mãnh chảy vào tứ chi anh. Mỗi người ở đây đều cảm nhận được trên người Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì thế? Sao khí tức của tên oát này lại bỗng nhiên mạnh thế? Tất cả mọi người biến sắc. Lâm Thiên Kỳ đứng mũi chịu sào giờ đã bị luồng khí nghẹt thở ấy bao phủ. Lão ta sợ run, thầm than không ổn rồi. Nhưng ngay sau đó, dầm. Bàn tay đang chộp tới kia đã biến mất trong nháy mắt. Vẻ mặt lão ta kinh hãi, trong ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ, làm thế nào mà. Kiếm Trấn Ngục di chuyển, chém về phía đầu lão ta. Không, đừng mà. Tất cả diễn ra quá nhanh. Đợi đến khi Lâm Thiên Kỳ phản ứng lại thì lão ta chỉ cảm thấy cổ mình hơi lạnh. Cái đầu bay lên cao. Chết rồi ư. Lâm Thiên Kỳ đã bị thằng oát con kia đánh chết rồi à? Sao lại như vậy chứ? Cảnh giới của cậu ta là thần vương trung kỳ thật sao? Không thể nào. Tất cả mọi người rộ lên ồn ào huyên náo. Bọn họ kinh ngạc khiếp sợ nhìn vào Diệp Bắc Minh. Cảnh giới thần vương giết cảnh giới vực vương. Điều đó chả khác nào chuyện thể xác người phàm giết chết thần thánh vậy. Dưới ánh mắt khiếp hãi của vô số người, Diệp Bắc Minh từ từ lùi về phía Hắc Long Vương.
anh dùng chân đá bay cái đầu chết không nhắm mắt của Lâm Thiên Kỳ ra rồi nói, kẻ nào tới gần sư phụ tôi, đều phải chết. Giọng anh như tiếng sấm nổ bên tai. Tất cả đều lặng thinh. Hắc Long Vương u sầu cười bảo, đồ nhi, sao cậu phải khổ thế chứ? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, anh lắc đầu nói, con chỉ biết người là sư phụ của con, một ngày làm thầy cả đời là thầy. Nếu như con trơ mắt nhìn sư phụ mình bị sát hại, tộc rồng đen bị diệt sạch. Vậy mà con chỉ đứng đó nhìn chỉ để bảo vệ bản thân. Vậy con tu võ để làm gì chứ? Loại võ này không tu cũng thế. Từng chữ thốt ra từ miệng anh như sấm rền trong lòng mọi người. Tên này. Ánh mắt vô số người thay đổi. Đế Giang, Đế Khuyết và Vương Bình An đều trầm ngâm nhìn Diệp Bắc Minh. Trong lòng họ dâng lên một sự khâm phục. Một người trẻ tuổi như vậy mà nhân cách lại đoan chính đánh nể trọng đến vậy. Cơ thể mềm mại của Đế Khởi La run lên, nổi da gà đầy người. Từng câu nói ấy đã khắc sâu vào lòng cô ta khó thể nào tiêu tan. Được. Diệp Thanh Lam khẽ quát, Minh Nhi, làm tốt lắm. Rồi bà bước tới bên cạnh Diệp Bắc Minh, con trai à, mẹ sẽ kề vai chiến đấu với con. Hạ Nhược Tuyết theo sát đằng sau, thêm em nữa. Trong đám đông, Đạm Đài U Nguyệt nhỏ giọng nói, ông Hoa, cậu ta lại dùng bí thuật nhiên huyết của hoa tộc ư. Đây đã là lần thứ hai rồi, nếu cậu ta dùng tới lần thứ ba sẽ nổ tan xác chết tươi phải không? Đám người Vương Bình An và Hoa Côn Luân biến sắc, câm miệng, nói bậy bạ gì thế? Hả? Đạm Đài U Nguyệt sửng sốt. Xoẹt, tất cả người ở đều nhìn về phía Đạm Đài U Nguyệt, bí thuật nhiên huyết của hoa tộc hả? Nghe nói, cả đời chỉ có thể sử dụng bí thuật nhiên huyết của hoa tộc 3 lần. Nghe cô gái này nói thì có vẻ như thằng oát này đã dùng tới lần thứ 2 rồi. Hóa ra là thế. Đám cường giả cảnh giới vực vương kia mỉm cười đầy thâm ý. Cảnh giới thần vương thiêu đốt sinh mệnh của mình rồi dùng thanh kiếm kia đánh lén. Và lại còn là do Lâm Thiên Kỳ khinh địch. Làm vậy quả thật có xác suất nhỏ nhoi giúp cảnh giới thần vương giết chết cảnh giới vực vương. Hoa Côn Luân tức giậm chân nói, U Nguyệt, thằng bé Diệp kia vất vả lắm mới dọa sợ bọn họ. Vậy mà giờ lại nói con bài chưa lật của cậu ta ra rồi. Mặt Đạm Đài U Nguyệt trắng bệch, thật xin lỗi, ông Hoa. Tôi không nghĩ tới. Lúc này, một lão già bước tới trước nói, nhóc con, suýt nữa bị cậu hù rồi. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn, ông tên gì? Đến từ thế lực nào? Lão già kia nhướng mày, quát con, lão phu tên gì quan trọng lắm à? Tất nhiên là quan trọng rồi. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười bảo, hôm nay tôi mà không hỏi rõ thì sao này báo thù kiểu gì? Hôm nay các người bao vây Long Đảo, giết hại đồng tộc của sư phụ rồi đánh sư phụ tôi trọng thương. Sau này tôi sẽ cho các người trả lại cái giá hôm nay. Cậu nói cái gì? Lão già sửng sốt. Rồi lão già ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, thế hả? Lão già kia cười cợt đáp lời, lão phu là Thẩm Đại Sơn, đến từ Thiên Vũ Tông ở Đại Lục Linh Cốt. Được. Diệp Bắc Minh gật gù nói tiếp, một ngày nào đó, Thiên Vũ Tông sẽ bốc hơi khỏi thế giới này. Phụt, ha 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 ha. Thẩm Đại Sơn cười không ngậm được mồm. Lão ôm bụng. Cười suýt rớt nước mắt cậu, khụ khụ khụ, ha ha ha. Mấy trăm lão cường giả cảnh giới vực vương đứng đằng sau Thẩm Đại Sơn cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Xem dáng vẻ của cậu ta kìa, ôi mắc cười làm sao. Khi yếu đuối thì tức giận trong mắt người khác cũng chỉ là một trò hề mà thôi. Cười chết mất. Nhóc con, lão phu tên là Ưng Bạch Mi đến từ Vân Tiêu Tông ở Đại Lục Trung Thiên. Lão phu là Hoàng Phủ Chính đến từ gia tộc Thần Huyết. Lão phu là Lục Thanh Sơn, cũng đến từ gia tộc Thần Huyết. Lão phu là Bùi Vân Hải đến từ Quỷ Sát Môn ở Đại Lục Linh Cốt. Lão phu là Bạch Thiên Cơ đến từ nhà họ Bạch ở Đại Lục Linh La. Lão phu là... Mấy trăm lời giới thiệu vang lên, nghe cực kỳ giễu cợt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ một lượt. Ngay khi mắt đối mắt với anh, trái tim bọn họ không hẹn mà cùng nhau run lên. Chết tiệt, sao lại thế này?
sao ánh mắt của thằng danh đó lại sắc bén như vậy? Như chứa đầy sự tử vong và tàn sát vô tận vậy. Tất cả tiếng cười râm ràng im bặt. Giờ chỉ còn lại sự khiếp sợ trong họ. Ánh mắt Thẩm Đại Sơn vô cùng âm u, xem ra thằng oát này sẽ là một mối nguy đây. Nếu để cậu ta trưởng thành thì chắc chắn sẽ trở thành phiền phức vô cùng lớn với chúng ta. Phải giết. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Ngay sau đó, Thẩm Đại Sơn dậm chân. Đùng, tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân Thẩm Đại Sơn nứt ra rồi từng mảnh vỡ bay vút lên trời cao. Chúng không hề nể nang nện thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh. Bí thuật nhiên huyết của hoa tộc chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần thì sẽ nổ tan xác. Thẩm Đại Sơn cược rằng Diệp Bắc Minh không dám liều mạng. Vậy nên Thẩm Đại Sơn ra chiêu không chút nương tay. Diệp Bắc Minh nhắm hai mắt lại. Anh trao đổi với tháp nhỏ trong mình, tháp càn khôn chấn ngục, bùng nổ. Ngay sau đó, Thẩm Đại Sơn đã đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Rầm. Một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp bùng lên từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Cậu điên rồi. Thẩm Đại Sơn hoảng sợ, đây là lần thứ 3 cậu sử dụng bí thuật nhiên huyết đấy, cậu không sợ chết ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười đáp lời, thật xin lỗi, đúng là tôi không sợ chết. Kiếm càn khôn chấn ngục lại chém tới. Thẩm Đại Sơn tuyệt vọng hét thảm đến mức giọng nói cũng hơi run, đừng mà. Phụt. Máu thịt bay đầy trời. Mọi người chết sững khiếp hãi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên hệt như thần chết tiếp theo. Ánh mắt anh lạnh như bằng nhìn thoáng qua mấy trăm cường giả cảnh giới vực vương kia, Ưng Bạch Mi, Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải, Bạch Thiên Cơ. Trong các người ai lên trước? Tất cả mọi người lặng im. Kiêu căng ư? Ngạo mạn ư? Hay ương bướng? Mọi người đã không còn ngôn từ nào để miêu tả Diệp Bắc Minh được nữa. Chỉ một người mà dám khiêu chiến hàng trăm cường giả cảnh giới vực phương ư? Sao anh dám làm thế chứ? Gương mặt của Đế Khởi La nóng bừng, trái tim cô ta đã bị anh bắt làm tù binh rồi. Đạm Đài U Nguyệt sững sờ, cậu ta đã bạo phát lần nữa rồi mà vẫn không hề hấn gì sao? Hoa Côn Luân nhíu chặt mày khó hiểu, lẽ nào chúng ta đoán sai rồi ư? Vương Bình An trầm mặc không nói lời rồi. Không ai không khiếp sợ. Đúng là lũ vực vương vô dụng. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, quát to, tôi đây bảo tiếp theo, các người bị điếc rồi à? Cảnh giới vực vương hả, đáng sợ quá đi. Vậy mà lại không một ai dám lên ứng chiến với một kẻ mới cảnh giới thần vương nho nhỏ như tôi hả? Bọn người tu võ ở đây há hốc mồm đầy sừng sốt. Ôi vãi! Tên nhãi này ngông cuồng quá rồi đó. Ưng Bạch Mi, Hoàng Phủ Chính, Lục Thanh Sơn, Bùi Vân Hải và Bạch Thiên Cơ đều đỏ mắt vì tức giận. Bọn họ lại bị một kẻ mới cảnh giới thần vương uy hiếp ư. Thật vô cùng nhục nhã. Thế nhưng tên kia lại quá quái dị. Bọn họ thật sự không dám đặt cược tính mạng của mình. Vậy nên bọn họ chỉ căm tức đến mức mắt ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, Tề Đạo Khung hét lớn, các vị, ngàn vạn lần đừng để tên nhãi gian xảo kia đánh lạc hướng. Chúng ta tới đây để diệt tộc rồng đen chứ không phải so tài võ thuật gì cả. Vậy hà cớ gì phải bước lên đối chiến chứ? Chớ chúng bẫy của cậu ta các vị ạ. Ưng Bạch Mi trầm giọng nói không sai, quả thật tên nhãi kia đang sỉ nhục chúng ta. Chỉ thế mà cũng dám khiêu khích chúng ta, thật đáng chết, ánh mắt Hoàng Phủ Chính lạnh như băng. Không cần nói nhảm nữa, giết cậu ta. Mấy trăm cường giả cảnh giới vực vương lao lên. Trong chốc lát, bầu không khí quanh Long Đảo như đọng lại, mọi người cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Luồng hơi thở chết chóc cuồn cuộn. Đế Khởi La giữ chặt cánh tay của Đế Giang, ông Sáu, cháu xin ông ra tay giúp Diệp Bắc Minh với được không? Gương mặt già nua của Đế Giang nghiêm nghị, Khởi La, tuy rằng đế tộc hùng mạnh nhưng cũng không cách nào đối chiến với hàng trăm vực vương như thế. Lẽ nào cứ vậy trơ mắt nhìn cậu ta chết ư? Đế Giang thở dài, chỉ có thể vậy thôi. Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt gần như đồng thanh, viện trưởng. Xin người cứu Diệp Bắc Minh. Vương Bình An do dự.
Rồi sau đó, ông ta hít sâu nói, lão Hồng. Không gian chấn động, một ông lão mặc áo bào màu xám cho bỗng nhiên xuất hiện hệt như ma quỷ, viện trưởng. Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt hoảng sợ. Thậm chí cả Hoa Côn Luân đều vô cùng sửng sốt, bên cạnh Tổng Viện trưởng lại có một người đáng sợ như vậy ư. Lão Hồng, bất chấp tất cả mọi thứ cũng phải cứu được Diệp Bắc Minh. Vương Bình An cắn răng nói. Trên gương mặt Lão Hồng thoáng hiện lên sự chần chừ. Ông ta nhìn thoáng qua chỗ Diệp Bắc Minh. Rồi nghiêm nghị hỏi, ngoài Diệp Bắc Minh còn những người khác thì sao? Sắc mặt Vương Bình An thay đổi liên hồi, có Tổng Viện giám sát ra tay ắt hẳn có thể giữ được mạng của tên nhóc ấy. Nhưng tộc rồng đen và những người khác thì hơi căng. Tôi hiểu rồi. Lão Hồng gật đầu, bóng người chợt lóe, mau chóng đi tới Long Đảo. Diệp Bắc Minh quan sát hàng trăm cường giả cảnh giới vực phương tấn công mình nhưng anh vẫn bình tĩnh lạ thường. Minh Nhi, đứng sau lưng mẹ. Diệp Thanh Lam bước lên. Diệp Bắc Minh cười nói, mẹ, Minh Nhi trưởng thành rồi. Lúc này đến lượt con bảo vệ mọi người. Nói rồi anh đứng che đằng trước Diệp Thanh Lam, tay cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, tháp nhỏ, kiên trì được không? Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục rất gay gâu, nhóc con, tôi nguyện lòng theo cậu. Nếu cậu hy sinh, cùng lắm thì bổn tháp lại tìm một chủ nhân mới thôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, được. Cho dù tôi có chết thì cũng phải bảo vệ tộc rồng đen. Giờ phút ấy, mấy trăm vực phương đã xông vào phạm vi Long Đảo. Ngay tại khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Đợi một lát. Một giọng nói lười nhác bỗng vang lên như người vừa mới thức giấc. Xem lâu như vậy, các ngươi nhàm chán thật đó. Mấy trăm tên vực phương giết một tên thần vương mà trông gian nan đến sợ, nếu đã vậy thì đừng có giết nữa. Giọng nói không lớn nhưng lại như sấm rền đủ lọt vào tai của từng người một. Ngay sau đó, một người thanh niên bỗng xuất hiện. Rồi người nọ đứng che chở cho Diệp Bắc Minh trước hàng trăm vực vương. Sắc mặt Ưng Bạch Mi hơi đổi, cậu là ai? Người thanh niên biếng nhác ấy xuất hiện như thế nào mà lại không cảm nhận được gì hết? Thật kỳ lạ. Người thanh niên biếng nhác kia bình thản nói, tôi là ai không quan trọng, ông chỉ cần biết rằng. Tôi đến từ thánh tộc, ư, xoẹt xoẹt. Đã kịp chuyện chữ, khi nào có, mình sẽ úp, các bạn chờ nhé. Hết tập 54.